Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, còn toàn thể khán giả ở đây ạ. Em chào tên bạn. Phạm Thị Mai Trinh, hiện nay em 24 tuổi, quê em ở Trảng Bàng, Tây Ninh ạ. Xin mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn gái với nó. Em tên là Nhật Tín, hiện đang làm kế toán của công ty Mobifone khu vực 8 ạ. Dạ năm nay em 25 tuổi rồi. Nhưng mà trai làm kế toán tính toán dữ lắm á, là ế nè đúng không? Dạ không, công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống. Về nhà có tính với vợ con không? Dạ không. Mấy mối tình rồi? Chính thức thì là một mối tình. Còn dạ, không chính thức? Chắc 3-4 gì đó. Ủa không chính thức là sao? Là chính thức là sao? Không chính thức là có nghĩa là em thích người ta rồi em có tỏ tình. Nhưng mà đa số em nhận được câu trả lời là chúng ta chỉ là bạn. Và cái mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? Cũng được hơn 1 năm. Có lẽ bạn đó không còn tình cảm nữa và bạn đó nói lời chia tay em. Mình còn yêu bạn đó không? Thì lúc mới chia tay thì nó cũng rất là đau khổ, nhưng mà thời gian lâu rồi cũng qua đi. Đó, sơ yếu lý lịch bên đây là vậy đó. Còn mình thì sao? Mình được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chính thức một mối tình ạ. Rồi có cái nào không chính thức chúng mình bển không? Dạ không ạ. Một cái duy nhất thôi. Dạ. Ngày hôm nay mình kỳ vọng điều gì? Mình mong muốn người đàn ông của mình là người như thế nào? Dạ em mong muốn là anh đó vui vẻ, có tính hài hước, lễ phép, cao từ 1m7 trở lên ạ. Cao 1m7 trở lên? Tại em cao 1m6 rồi. Bên kia cao nhiêu? 1m9. Cao bao nhiêu? 1m9. Vậy em mang đôi giày 2 tấc thôi anh. Không, 1m9 cộng luôn tôi á. Gái ơi. Dạ. Bạn trai bên đây muốn hỏi vài điều nè. Dạ anh hỏi đi anh. Nãy giờ em nói thì anh thấy là anh cũng khá là ok đó. Vui vẻ nè, hài hước nè, mà có điều là ý là trước đám đông thì anh hơi nhút nhát, thiếu tự tin. Anh có tự tin trước em không anh? Đặc biệt trước con gái em không có quen thì anh khó nói chuyện lắm, rất là rụt rè. Tí xíu nữa mở màn lên anh có chuyện nói chuyện với em không? Có. Vậy là bây giờ quen rồi đúng không? anh có biết chơi thể thao không? Anh biết quýnh cầu lông, biết bơi lội. Em không biết bơi, anh dạy em bơi nha. Chắc chắn luôn. Em có biết hát không? Dạ có chút à. Anh là anh thích hát lắm á, anh còn hay đi hát nữa. Dạ em bao sân khấu luôn anh. Dạ anh hát tặng em trước một bài nha. Dạ em mời ạ. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nhỉ. Anh yêu em sao lại không nói ra hơi chàng. Đã thích em thì anh hãy nói quá ai nhỉ. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Em thấy là xong ca là ổn rồi á. Xong ca là ổn đó. Dễ thương. Bên Lương Bích Hữu, bên Ngô Chấn Huy á. Bây giờ mình nói luôn, mình không thích cái gì ở người bạn gái để bên kia rút kinh nghiệm. Em không thích bạn gái để tóc quá dài. Ừ. Tại sao? Đối với bạn đó thì nó cực khổ trong vấn đề gội đầu là thứ nhất. Con gái thích tóc dài tiết kiệm xà bông. Lần đầu tiên tôi mới nghe người con trai mà không thích gái tóc quá dài. Tóc của người ta gội chứ có bắt mấy người gội đâu, tự nhiên mất công bạn gái gội đầu tội nghiệp. Tội nghiệp cho bạn gái. Cực khổ với lại sợ tốn dầu. Nếu mà cực khổ thì bây giờ là công việc nhà người ta làm sao em không thấy cực khổ, có về làm phụ việc nhà với bạn gái không? Có chị, em đang sống một mình thì ngày nào em đi chợ và nấu ăn. Biết có nấu ăn cho bạn gái không? Có luôn. Rồi, lau nhà, quét nhà. Làm được hết. Rồi em cứ việc làm cái việc đó đi, bạn gái người ta chỉ việc đi gội đầu thôi. Rất là chiều chuộng bạn gái. Nhớ nha. Nhớ. Trời. Bạn gái bên này tóc dài qua mông. Hứa không bao giờ em gọi đầu giùm. Dạ. Có cái điều gì không thích nữa không? Đi chơi nhiều với đi chơi về quá khuya. Em ở với dì trước 10 giờ là em phải về rồi. Dậy sớm quá. Không thích đi chơi quá khuya. Người ta 10 giờ về thì nó sớm không quá. Phải. Đi chơi với em thì nó khác. Còn ví dụ ngoài em ra thì nó... đi với người khác thì 10 giờ về thì được. Dạ. Đi chơi với em thì 10 giờ sáng hôm sau về được. Rồi cái đó thì khó. Ai khó? Khó cho ai? Khó cho bạn đó. Đối với em là dễ lắm đúng không? Dạ em con trai mà. Thì cho bạn đó thôi chứ. Rồi đi tới 10 giờ sáng hôm sau là đi đâu? Lòng vòng hoặc là đi chơi xa thì ví dụ tối mình xuất phát thì tới sáng sau đi tới đó ngắm bình minh hay gì đó xong rồi đi về. Coi như suốt đêm là trên xe. Lãng mạn quá ha. Dạ. Nói ông nhớ nha ông. Dạ nhớ. Ông đừng lẻo cái miệng rồi ông nói mà ông ghé đầu chết tôi nha ông. Chuyện nhận xét gì trời ơi, chấp bắt tôi đi. Bia cho em hả? Dạ. Em có gì để bia em nói đi chị, bia cho. Muốn bia phải có cái điểm gì mà nó
mình có mà các đối phương khác không có, mình mới loại trừ những tình địch xung quanh. Dạ tôi rồi chị. Hả? Dạ không có gì vậy. Chặt chém quá. Không có gì đấy Bia. Rối rồi. Phải không? Hãy tí để em tự Bia. Dạ. Khi hai ta chung một đường. Hai ta là đây đó, là nhìn tôi chi không? Thôi chạy được không chị? Mai mới là khó mà. Hả? Khó quá trời đây. Anh qua anh coi được anh tự bia cho em luôn. Em cảm ơn. Dạ em chào anh Linh ạ. Trời ơi dễ thương quá. Dạ. Chào bạn. Dạ em chào anh. Quê bạn đâu? Em ở Trảng Bàng. Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ. Muối. Bánh canh anh. Bánh canh. Rồi cao su. Dạ đúng rồi ạ. Củ mì nữa. Củ mì nữa ngon. Thì rủ rồi quen bạn này rồi xa quá hay sao? Ở Trảng Bàng gần mà anh bắt quá ba em bắt rễ. Bắt rễ hả? Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Ở nhà em có hai chị em gái thôi. Giờ chị có chồng chưa? Dạ chị em cũng ế giống như em luôn. Em mở đường đi trước. Đi trước tới chị đi sau à? Dạ chị cắt bước theo sau à. Có duyên lắm à. Cặp này lanh lắm. Trời ơi. Được á. Bạn này có duyên lắm. Hôm nay đi có chị đi theo ủng hộ không? Dạ em có bạn thân của em. Bạn em Việt là em Việt luôn chị. Chào em. Em là bạn thân của Trinh từ lúc mới đẻ ra đến bây giờ. Mới đẻ là bạn thân luôn tới giờ hả? Dạ. Em thấy cái bên kia có cái gì để mình bia không? Ngoại hình cũng được. Cũng tình cũng vui vẻ dễ thương. Thầy... theo bạn Duyệt không? Dạ. Dạ em không dám, tại sau này có gì mất công Trinh đổ lỗi cho em. Trời ơi đó thôi. Chị đưa qua cho tôi là lỗi, mới muốn có chuyện gì đổ lỗi cho tôi hả? Dạ. Trời, em... nhát quá rồi, nhát luôn. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với sếp và đồng nghiệp trong phòng của em ạ. À. Rồi sếp, mời sếp. Thực ra thì Tín vẫn chưa nói hết những cái ưu điểm của mình lắm đâu. Cái tính mà về kế toán á, thì không ảnh hưởng vào cuộc sống của Tín. Chị thấy hai em là cũng hợp nhau đó. Tính cách nè, thấy cũng dễ thương như nhau. Nếu như em là quê ở Trảng Bàng Tây Ninh á, thì có lẽ chị sẽ phải điều chỉnh một chút cái địa bàn quản lý của Tín. Tại vì chị quản lý tới 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ lận. Chị sẽ chuyển Tín về Tây Ninh. Hay quá! Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Quá trời hay luôn. Vâng, cảm ơn chị. Sếp nhưng... nói câu bia còn hơn Cát Tường nữa. Dạ em cảm ơn chị ạ. À. Em phải kêu cảm ơn sếp nha. Dạ em cảm ơn sếp ạ. À. Thôi cho dạ, hai cho người gặp nhau đi. Nhau nè. Kéo màn lên. Đáng nha, bạn kia dễ thương lắm á. Bạn trai bên đây cũng mặn mà lắm á. Được lắm á. Dạ em chào anh ạ. 2 phút bia bắt đầu. Có món quà đến tặng. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Anh nhìn em thì cái ấn tượng đầu tiên của anh sao, có cảm tình hay không? Kết rồi á. Kết rồi. Còn em thì sao? Thấy anh cũng có duyên. Anh tính có biết hút thuốc không? À không, anh không có hút thuốc. Tại vì công việc của em á, em làm sale. Ví dụ như em nói chuyện khách hàng ngọt hơn anh thì sao? Anh có ghen không? Cái đó công việc của em thì cái đó anh không ghen rồi. Dạ. À. Không thiệt chi. Tại sao ngọt với khách hàng hơn ngọt với chồng là sao? Tại vì khách hàng nó mới là cơm áo gạo tiền. Chồng không phải cơm áo gạo tiền hả? Có sẵn rồi, anh nó đã tự nguyện rồi. Thôi thôi. Mình phải biết cân đối ngọt khách hàng bao nhiêu thì cũng phải ngọt với chồng bấy nhiêu nghe không? Cái này coi lại chút xíu thôi, chỗ đó thôi. Góp ý tí thôi rồi nói tiếp đi. Ví dụ như lúc mà anh làm em buồn, em khóc đi, thì lúc đó anh sẽ ứng xử như thế nào? Anh sẽ ở bên cạnh em. Thì chờ em khóc xong thì anh mới nói ra. Sao không dỗ em đến mà chờ em? Em thích là anh sẽ ôm từ phía sau lưng em và anh nói là em đến đi, có anh ở đây rồi. Vậy là anh sẽ ghi nhận anh. Anh có muốn hỏi gì về em không? Hiện giờ thì em đang làm việc em, ở đây không hả? Em đang làm ở Tân Bình. Anh thì ở Bình Thạnh. Em muốn người đưa rước thì anh ở Bình Thạnh có chịu khó xuống quận 12 chở em lên Tân Bình đi làm không? Như vậy thì em phải chấp nhận đi làm sớm. Ok luôn. Vì vậy thì anh ok. Anh không có ngại. Thôi chị đứng chề môi. Em hứa là em làm mà. Đắng lòng. Đắng lòng cho đôi trẻ. Sao vậy chị? Hoang tưởng tình yêu. Chị cho em xin một tí ảo tưởng tí xíu đi chị. Đường tuần. Tại sao tin người ta? Người ta nói thật mà tại sao không tin? Em làm hai cái người phụ nữ này khó chịu ghê. Đường tuần. Không có, em dễ tính lắm anh. Em đi làm em sẽ chụp hình gửi lại cho chị xem. Đúng rồi. Tuần được một lần, tháng dạ, một ngày chục đờ gửi 1 tấm. Tôi ngồi đây nha, tôi dạ. Sống dai lắm à. Rồi nhớ nha. Dạ. Nhớ nói chuyện tình yêu trước đi. Ẩn nút nha. Chơi nào, ngồi ghế đó mà nói câu nó dễ sợ luôn. Chơi mà chơi năn nỉ. Phải năn nỉ chứ, kết em rồi mà. Tỏ tình với ta anh, đi. Anh phải thể hiện như thế nào đúng để rồi. Em mới bấm nút được chứ. Anh cứ nói khơi khơi bấm nút không mà làm sao em bấm được đúng không? Được. Anh nói rồi bây giờ. Đối thủ rồi đó. Cố lên. Hồi nãy em nói là em thẳng thắn đúng không? Giờ em muốn anh làm gì em nói đi. Quỳ xuống cầu hôn. Không cần tới mức như thế đâu chị. Cái đó chị muốn mà.
Vậy thôi anh làm theo chị Cát Tường đi, nhưng mà không phải cầu hôn là tỏ tình đi. Tới luôn, làm luôn. À, anh út nè. Dạ. Lâu lâu nói đàng hoàng, trời ơi. Dạ. Nhanh vậy. Dạ, sợ. Coi chừng dưới kèo nha. Làm lại cho mình trên kèo thôi. Thôi dưới được sao đâu anh. Thôi. Thôi bà lên đầu trường sinh bất lão. Nãy ông ở đây ông lành lắm, giờ ông rối rồi. Bây giờ được thì chừng nào đám cưới? Muốn cưới thế nào em cưới thế đó luôn. Chỉ cần anh nhậu giỏi thôi, về nhậu với ba em là cỡ nào ba em cũng gả hết á. Uống rượu nha, không phải uống bia. Uống rượu được. Anh trước giờ anh cảm giác là anh không có say. Chứ là chỉ nhức đầu sau này ngủ thôi. À vậy là level anh cũng cao lắm nha. Ra đường kiếm đại ông nào dân bẩm nhậu kìa. Lên đây kiếm bạn trai, kiếm chồng chi trời. Cái đó là gả cho ba chứ đâu phải gả. Thì đó, chị cái... cũng ngồi trả lời nãy giờ nữa. À anh Linh nhắc em, tiền anh có chưa? Mà đòi cưới. Có rồi, anh chuẩn bị rồi. Anh đi làm cũng được 3 năm rồi thì cũng tích góp được rồi. Cũng được mấy triệu rồi đó. Hết giờ. Sau một thời gian tìm hiểu, thấm thoát đã 2 phút trôi qua. 1 2 3. Hết thời gian. Lành quá, cô cũng lành, cậu cũng lành nữa. Hôm nay cậu nhường cô đó nha. Nắm tay nhau cái đi. Hợp đó nha. Dạ giống số 10 á anh. Đẹp không sếp? Đẹp mà. Cảm nhận sao bạn Trang? Thấy vui anh. Vui ha. Dạ, mình vẫn thấy rung. Điện thoại báo cho ba liền nha. Dạ. Thấy rung là có yêu rồi đấy. Thay mặt chương trình tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn ạ. Một cặp loa sao mắt i5 để tặng hai bạn để nghe nhạc. Những chiếc vé xem phim rất là lãng mạn. Chúc hai bạn sẽ có không gian riêng. Rồi, mỗi ngày đưa đón quận 12 gì đó là chụp hình đưa tôi nha. Dạ. Dạ em cảm ơn Quyền Linh, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn chương trình ạ. Rồi dẫn bạn gái xem phim đi bạn. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Combo nhé. Mời với bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Mời các bạn giới thiệu về mình. Rồi mời bạn gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thái Thị Na, em 24 tuổi. Em làm nhân viên quản lý đơn hàng tại công ty CTS Đồng Nai. Em đang sống ở Thủ Đức ạ. Mời bạn trai. Dạ em xin tự giới thiệu. Em tên là Trương Song Huy, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại đang sống tại góc thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là giám sát kho của công ty DKH Việt Nam. Giám sát kho hả? Dạ. Bạn quê đâu? Dạ em quê gốc là ở Quảng Ngãi. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Nam. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em rất là nhiệt tình, sống chân thành, em hướng nội. Đặc biệt là em rất là thích đầu tư vào việc chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy hả? Muốn có mấy đứa con? Dạ hai đứa là đủ rồi chị. À, bạn trai, bạn có thích con nít không? Bạn muốn đẻ mấy đứa con? Bạn có ý tưởng gì để chăm sóc con cái mình chưa? Em thì cũng quan điểm với bạn là em cũng thích hai người cùng người con. Con gái thì càng tốt mà. Tại sao thích con gái? Giống anh Nguyễn Linh. Giống anh Nguyễn Linh. Ưu điểm khuyết điểm là gì em? Em là người là vui vẻ hòa đồng. Em không có đụng vào tức đổ tường. Và cái công việc nhà như là lau dọn, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu nước gì đó thì em đều làm được. Ồ, giỏi, vậy giỏi rồi. Dạ tại vì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn nhỏ phải tập những công việc đó để mình làm cho nó quen. Mà sau này mình có lấy vợ thì mình cũng làm luôn cho con cái mình. Mình làm cho vợ mà người ta hay nói là mọi vợ. Mấy người hay nói tôi vậy lắm, người ta nói trời ơi ông làm mọi cho vợ cứ suốt ngày rửa chén nấu cơm rồi giặt giũ quần áo rồi quét nhà rồi cái nó đâu sao đâu. Vợ mình làm chứ đâu phải làm vợ người khác đâu sợ. Dạ. Anh đừng có lo điều đó có ha. Có khuyết điểm dạ. Gì không em? Khuyết điểm của em thì em là một người có hơi nóng tính một chút. Và khuyết điểm còn lại của em là đôi khi cũng hay quên. Dạ. Hay quên. Dạ. Hay quên. Rồi còn Na. Khuyết điểm thì em hay quên. Ủa sao hai người nào cũng hay quên hết trơn vậy? Đừng có nói quen nhau vài bữa nó ủa anh là ai, em là ai vậy ta? Với lại là em là không được quyết đoán cho lắm. Cho nên là em cần tìm một người chín chắn giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn. Rồi bên đây chín luôn rồi, bên đây quyết đoán lắm. Rồi tình trường đi. À, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì tại anh đó lăng nhăng quá cho nên là em mới chia tay. Còn mối tình thứ hai thì bởi vì hai đứa cũng không hợp nhau. Mình ghen bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 tháng. Em có bao nhiêu mối tình? Dạ thì em trước giờ chỉ trải qua mối tình chính thức là được 3 năm thôi à, là chia tay. Rồi tại sao 3 năm rồi mà chia tay vậy em? Dạ thì cái lý do thứ nhất, lúc đó tụi em còn quá trẻ, chưa có tính chắn để nghĩ tới cái chuyện kết hôn. Cái lý do thứ hai là gia đình bạn gái thì ngay từ đầu đã phản đối là quen nhau vì ở xa quá, với lại gia đình bạn gái không thích người con trai thành phố. Ủa bạn gái ở đâu? Dạ bạn gái ở An Giang miền Tây ạ. Kỳ lạ ta, nhiều người thích ra thành phố lắm mà ta. Em Na thích con trai ở đâu? Dạ em ở đâu cũng được. Có bí mật gì không? Dạ có. Rồi tiết lộ luôn đi. Em thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm. Em thấy là trai Việt Nam là toàn thích da trắng thôi. Cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm, mình thì không quan trọng gì vấn đề đó. Em thích da trắng hay da ngâm? Dạ da ngâm giống em. Dạ. Thấy chưa, bên kia là có bí mật vậy. Em bạn có bí mật có gì, bí mật gì không? Dạ không, em không có bí mật gì hết. Bí mật gì được hả? Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ thật xấu của em thì em chỉ qua là ngủ nướng thôi. Ủa, ngủ nướng hả? Nướng nhiều không? Nướng cỡ nào? Dạ cũng nửa tiếng, 1 tiếng vậy đó là dậy rồi. Cũng chưa khét đâu. Mà khét lừa hẹt một mấy tiếng mới khét ha. Thôi bây giờ tới mẫu người lý tưởng đi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ em cần tìm một người bạn trai cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ hơn. Dạ mấy 69 chị ơi. Rồi đúng. Được. Về tính tình thì điềm đạm, hài hước một chút, biết sao sẻ công việc, chịu khó làm ăn, cái chí tiến thủ. Còn điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng, cọc tính và không thích bạn trai nhậu nhẹt nhiều á. Thôi bên kia có nhậu nhẹt không, nãy giờ chưa hỏi. Không, tứ đầu tường không có rồi. Không, lăng nhăng. Dạ, rồi nhìn bạn là biết rồi, không bạn thích người con gái như thế nào? Cái điểm đầu tiên á mà em mong muốn người bạn gái là đeo kính giống em. Đeo kính hả? Bên kia lấy kính đeo vô đi. Dạ em cũng bị cận nhưng mà em không đeo kính. Trời ơi, dở. Bữa nay bấm nút xong rồi dẫn nhau đi mua cặp kính nha em. Dạ. Về vấn đề mà ngoại hình á thì em chỉ cần cao khoảng 50 trở lên là được. Mập ốm cao thấp gì đó thì em không quan trọng. Tóc nâu môi trầm được không? Dạ được, tại vì em thì thích người phụ nữ là pha một chút truyền thống với hiện đại một chút. Dạ thấy đạt chuẩn hết trơn hết trọi rồi đó. Em không thích gì người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là hay càm ràm với lại son phấn lè lẹt quá là được. Thế nào là lè lẹt? Dạ nói chung là khi mà mình đi chơi á, đơn giản thôi chứ đừng có đánh phấn đánh son nhiều quá. Cỡ này được không? Coi kìa. Đó. Dạ em chào chị. Dạ cũng được chị, tại vì lên chương trình thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi ở ngoài thì em thích sự đơn giản hơn. Ở ngoài chị cũng vậy đó. Vậy là đơn giản lắm rồi mà ta. Đẹp không em? Dạ đẹp, rất đẹp ạ. Son em... phấn chút xíu ta đẹp chứ có gì đâu mà không thích. Dạ. Làm gì ngồi mà quíu tay quíu chân dữ vậy? Dạ đâu có đâu, em ngồi. Dạ cái bụng này hơi bự á nha. Tại vì như vậy là em đã ốm trước hơn rất là nhiều rồi đó chị. Ốm hơn bao nhiêu ký? Bụng bự. Dạ, em là nhiêu ký? Dạ 18 kg, ốm hơn 18 kg. Hả? Chứ hồi đó em nhiêu ký? Dạ hồi xưa thì em nặng đến 98 kg lần. Rồi sau đó thì một thời gian cái năm vừa rồi á, em có đi tập thể hình, tập gym để cho cơ thể mình ốp bớt. Thôi bây giờ quay lại vấn đề chị hỏi nè. Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Dạ về cái vấn đề mà thời gian tiến tới hôn nhân á thì cái chuyện đó đối với em thì nó thoải mái thôi, tại vì mình không có nói trước về cái vấn đề đó, nói trước mất công bước không qua. Thì khi nào mà tình yêu của cả hai đã đủ lớn, đã cảm thấy được là mình thấu hiểu nhau, mình cần nhau cho cuộc sống này thì cái chuyện kết hôn kia là sớm muộn thôi. Hay nhưng mà quá. Mình phải có chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình cứ nói vậy rồi mình không chuẩn bị, tới lúc tình yêu nó chín mùi rồi không có tiền đám cưới. Thì có chứ ạ. Cái đó thì nhà cửa thì em có đầy đủ hết rồi. Nhà cửa có luôn rồi. Dạ. Rồi, nhà của ai? Dạ nhà của ba mẹ em với em. Là về làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nó nghe nè. Dạ. Bên này là bạn gái có cái kế hoạch là thích nuôi dạy và kế hoạch con cái rất là ổn định. Em có cái kế hoạch gì để mà phát triển kinh tế, để mà ổn định, để mà lo cho con cái chưa? Vì bạn này rất quan trọng chuyện con cái. Dạ như vậy con cái thì con mình là mình phải nuôi, đó là chuyện đương nhiên. Nuôi nhiên. Nuôi, dạ, nuôi sao mới, dạ, được chứ. Còn về cái công việc của em thì nuôi. Mình cứ tiếp tục để mình có những cái tiến tới, những cái mà phát triển sự nghiệp thì cái đó em cũng phải định hướng. Ok. Ý gì, dạ, Tường nói là sao mà cái kho đó của mình luôn á. Đúng rồi đó. Hôm qua coi đàn gái thế nào mà chỉ qua chỉ hỏi quá trời luôn nha. Phải hỏi chứ. Ô, chào anh gái. Dạ, dễ thương quá. Nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện em cảm nhận sao? Em cảm nhận là anh đó là một người nước da thì hơi ngâm một chút. Hơi không đôi ngâm, con. Anh không ngâm. Không ngâm. Anh quá ngâm luôn á. Tính tình thì chắc là cũng bộc trực. Cũng dễ thương lắm á. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Vậy được rồi ha. Dạ. Khỏe rồi đó, anh thấy cũng hợp lý đó. Cặp này ổn rồi, cặp này thích hợp rồi. Rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái em với lại bạn em. Anh thấy anh này sao? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ.
Thì em cũng không có khó tính lắm, nhưng mà em cũng muốn hỏi anh đó là anh có biết nghe được tiếng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì không ạ? Được em. Chị em á thì nhiều lúc cũng hơi trẻ con á anh, thì em không biết là anh có chịu chị đó được không ạ? Tại vì hồi nãy anh có nghe bên bạn gái nói là cần một người hài hước, thì cái dạ. vấn đề đó thì anh không có thiếu, cái chuyện dạ. đó thì em cứ yên tâm. Dạ. Ơi dạ. Vậy chị ơi, em thấy là tới luôn đi chị. Trời ơi, em thì đơn giản, bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu là tới luôn đi chị hả? Được. Tại em thấy anh cũng được cỡ tầm 80-90% wow, rồi chị. Nghe là quá xuất sắc quá. Rồi. Tới luôn nha chị nha. Tới luôn. Rồi, bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ nay em có đi với bà ngoại, với mẹ và một số người bạn của mẹ. Chào ngoại. Ngoại trẻ quá nha. Chào Chúc Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là bà ngoại của Song Huy. Cháu này thấy cũng dễ thương, hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm. Trời ơi ngoại, bà ngoại chắc coi bạn của hẹn hò nhiều lắm. Chừng nào cũng có coi hết. Dạ. Dạ. Cho gặp mẹ đi. Dạ. Mẹ. Chào Nguyễn Linh, chào Trần Cát Tường, chào quý khán giả. Đây thì mẹ thấy là thấy cháu cũng xinh cũng được, thì mẹ thấy mẹ thích đó. Chào cô đi em. Dạ con chào ngoại, con chào cô. Thấy chưa, mẹ thấy mẹ thích đó. Nhà trai nhà gái đồng ý hết rồi, ăn thua là hai trẻ thôi. Kéo màn. Mời hai bạn. Dạ cảm ơn. Em tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Để cho em khỏi phải rung và bất ngờ thì anh sẽ mở lời trước cho cuộc trò chuyện của hai đứa mình ha. Dạ. Thì lần đầu tiên thì anh cũng cảm ơn chương trình Bản Môn Ăn Hò đã mang đến đây, mang đến một người con gái rất dễ thương mà xinh như em. Dạ em cảm ơn. Tại vì cái tâm lý khi mà hai người mà yêu nhau á thì sẽ có cái tư tưởng là nhớ nhau và mong muốn được gặp nhau nhiều hơn. Em có thích xem phim không? Dạ thích ạ. Thế loại phim em thích là những thể loại nào? Có thể chia sẻ. Thường thì đi xem phim rạp thì em thích xem phim hành động. Hành động giống anh. Cho cặp vé đi coi phim liền luôn đi anh Linh, xong ngồi nói chuyện phim có không? Có hệ thống cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng chứ toàn phim hay không à? Thì em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình thì nó như thế nào nó sẽ tốt hơn. Có thể là chia sẻ cho anh biết là ai là người giữ tiền. Dạ cho em hỏi là anh có biết giữ tiền không? Nói chung là về vấn đề mà giữ tiền á, mỗi khi anh xài cái gì thì anh rút ra bao vừa đủ xài thôi, anh không dám rút nhiều. Tại vì anh sợ là thấy nhiều tiền quá là mình phung phí. Vì nói thẳng là về cái phần giữ tiền anh rất là yếu. Vậy mà yếu? Yếu là phải rút hết, xài hết mới yếu. Yếu là rút hết chứ. Là giữ tiền hay đó em. Em tính là nếu trường hợp như mình có vợ thì đương nhiên là phải vợ giữ. Về vấn đề giữ tiền, nếu mà anh giữ không được thì để em giữ. Đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ. Anh chỉ cần mỗi một ngày á thì chỉ cần tiền uống cà phê, đi làm, đổ xăng này kia thôi. Đã. Mới yêu thì ông nào cũng nói giữ tiền không quan trọng, em giữ cũng được, anh không cần đâu. Dạ. Rồi tới chừng năm sau có con nữa, sau thì lúc đó mình ngu quá ta. Bỏ qua chuyện tiền bạc đi, yêu nhau đừng nói chuyện tiền bạc, bây giờ tấn công luôn nè. Hát một bài nào đó tình cảm, tặng bạn gái đi mình nói chuyện tiếp. Dạ, anh sẽ hát tặng em một bài. Thì cái bài này nó hơi cao một chút, thì anh sẽ cố gắng hát để tặng em. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh. Và nói với chàng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Ủa là tôi có thấy nó cao chỗ nào đâu mà tự nhiên vô nó cao lắm. Trời ơi là tôi tưởng nó sắp bắt ghế đến nơi. Cảm nhận của bạn với bạn giọng ca của bạn nam như thế nào? Dạ rất là ấm. Em thấy là anh có nhiều điểm rất là tính tình rất là giống em. Về cái cách mà anh chia tiền cũng giống em. Hai ông bà này keo lắm nè. Bạn gái muốn chuyện nào đám cưới? Dạ theo em thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Thì sau khi chương trình sẽ còn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cơ hội để hai đứa mình có thể được biết rõ về nhau. Thì cái trong mấy thời gian sắp tới đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em là sự chân thành, sự thật lòng, và sẽ mang đến cho em sự yêu thương, sự che chở. Mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Trời ơi, anh Quảng Ngãi này anh ơi, khúc nào mà anh nói hay dữ vậy trời. Câu này học lâu chưa? Dạ em mọi sự là ở anh, chuẩn bị sẵn đầu hết.
chuẩn bị sẵn đầu. À, anh không thấy đó, anh ngồi sau lưng đâu thấy này nè, mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Xong. Đó. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, từ nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trao đổi, để trò chuyện với nhau. Cũng đủ để ta cảm nhận được rằng đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Trái tim mình nãy giờ đã rung động gì hay chưa? Và suy nghĩ thật kỹ, bản thân mình phải quyết định cho cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Vậy là đủ yêu thương rồi đó. Hoa bắt đầu chớm nở rồi. Dạ. Ha, cảm xúc đông đầy với hai bạn. Một cô gái rất là dễ thương, một chàng trai cũng thông minh, dứt khoát, quyết đoán, và cũng có một chút lãng mạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ... Mời em. Chào chị Cát Tường, chào anh Viên Linh. Mời bạn nam. Rồi đi. Rồi em giới thiệu đi, em tên gì? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Trong. Em quê gốc ở Quảng Ngãi, lớn lên thì ở Đắk Lắk. Và hiện tại sinh sống và làm việc tại Bệnh viện Vạn Phúc ở Bình Dương. Em là dược sĩ á chị. Ở dược sĩ làm dạ. việc ở Bình Dương. Dạ. Quê Quảng Ngãi. Dạ. Ôi sao bữa nay nhiều người ở Quảng Ngãi thế nhỉ? À, mời bạn nam giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, dạ. chào chị Cát Tường, chào bạn ở bên kia, chào quý vị khán giờ. Em tên là Nguyễn Anh Vinh, nay là 31 tuổi. Sống ở Quảng Ngãi và đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, làm kỹ sư xây dựng cầu đường. Lại Quảng Ngãi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là năng động, tự tin, hiền, biết nấu ăn nữa chị. Còn điểm yếu của em chắc lẽ là do khó tính và kỹ tính một xíu, do tính chất công việc á. Khó là khó cỡ nào? Cũng vừa vừa hả chị. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em ưu điểm là biết hót. Rung quá ha. Họ biết hát là được rồi. Dạ. Giờ hát bài cho đỡ rung đi nào. Dạ. Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang si tư về. Này đôi mắt nhung kiều xa, môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Em có nghe ngoài phố đang cây quà, bao nhiêu xa quà là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Rồi hết rung chưa? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em ưu điểm là biết nấu ăn, nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu là hay nhút nhát trước đám đông. Em là thích nga thẳng, đúng giờ. Chứ còn ví dụ như hẹn bọn mình 5 giờ là 6 giờ tới là em thích nga thẳng. Đâu ai thích điều đó đâu, hẹn 5 giờ 6 giờ tới là bực mình lắm à. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi? Dạ. Vậy mà nó nhút nhát. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là thưa anh Quyền Linh, chị Tường với quý vị khán giả thêm. Mà em là cũng bị suy thận rồi, cũng được cái 9 năm rồi, nên là quen có mối tình sau á là họ đôi lúc họ không thông cảm, việc chia sẻ hoàn cảnh này em á là chia tay. Rồi cái ở không luôn tới giờ đó hả em? Dạ. Bạn gái đã giờ nghe điểm mạnh điểm yếu rồi, nghe tình trường của bạn trai thì em cảm nhận bạn trai bên đó như thế nào? Cũng trải qua tình trường dữ dằn lắm rồi. Đâu gì đâu dữ dằn, thanh niên mà mới có 1-2 mối tình mà dữ dằn cái gì. Em trải qua mấy mối tình? Dạ em cũng 2 mối tình đó, vậy em cũng dữ dằn. Rồi em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m68. Anh cao nhiêu em ơi? Dạ em cao 1m67 vậy. Thiếu một phân thôi cưng, du di cho người cùng quê bớt một phân nha. Với lại điềm đạm, hiền hòa một chút, nhưng mà biết thương gia đình nữa. Dạ cái đó là em có chị. Vậy thôi chị. Vậy thôi. Dạ. Tiêu chuẩn đơn giản vậy đó hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Hút thuốc, nhậu nhiều. Em thì thuốc thì em hút, mà nhậu xỉn quá chị. Thuốc không hút, nhậu một chai là xỉn. Vậy được không em? Đáp ứng nhu cầu của nó được rồi đó. Được ha. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Em thì cần một bạn nữ có 1m50 trở lên, còn người tròn tròn một tí. Tính tình thì ví dụ trung thủy, mẫu người gia đình. Thích người tròn tròn. Dạ tròn, dạ, bởi vì em ốm quá này em thích người tròn tròn tí. Qua anh coi coi tròn cỡ nào nha. Chờ là chút xíu. Tròn lắm. Anh chào Nguyên Linh. Quá tròn. Dễ thương tròn quay luôn ơi. Em thích người đàn ông da trắng hay da đen? Da gì cũng được, miễn sao mà khỏe được. Da càng đen càng khỏe nha. Thích mấy đứa con? Dạ 2 đứa là đủ rồi. Rồi
tròn ha. Anh có món quà tròn hơn em đó. Mình đi làm, mình làm dược sĩ là mình đi bán tìm thuốc á hả em? Hay là bán trong nhà thuốc bệnh viện á chị? À, nhà thuốc bệnh viện. Trời, chị rất đẹp. Cảm ơn anh. Nghe khen đẹp có đứng hình luôn. Rồi mình dự kiến là lập nghiệp trong này hay về Đà Nẵng? Dự kiến lập nghiệp trong này chị. Cũng phải định hướng bao lâu mình mua đất, mua nhà rồi gì đó mình mới sinh con đẻ cái. Dạ đúng rồi, được. Định hướng thì khoảng 2 năm là mình phải kiếm một cái chỗ nào. Nếu mà có điều kiện thì mua ở thành phố, không có thì mua gần thành đúng phố. Rồi, ra vùng ven ha. Dạ đúng rồi. Có cái điều gì em không thích ở một người bạn gái không? Càng nhạc. Em như nấu ăn lần rồi được rồi, em thích càng nhạc. Như người miền Trung mình có gia trưởng không? Dạ không, em không gia trưởng. Cụ thể công việc của em là công việc như thế nào? Em là giờ giám sát thi công công trình. Thoát là thứ nhất, kích thước, cô độ là nó chính xác hay không? Giám sát rồi còn có dám làm không? Dạ, dám làm chứ. Dám làm luôn á. Phải dám làm ta mới cho giám sát chứ đúng không anh? Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay đi với bạn thân của em ạ. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào anh Quyền Linh. Chào khán giả ở trường quay. Bạn em thì khá là trẻ con, không biết là anh có thể nhường nhịn được không? Cái chuyện đó là anh dễ, anh sống nội tâm lắm, anh hiểu lắm. Anh mà anh thích là thích dẫn bạn gái đi khám vậy. Em chiều đi mua sắm á. À mua sắm hả? Dạ. Tưởng đâu thích dẫn bạn gái đi khám. Dạ, đi mua sắm à. Nghe nó không? Rồi vậy được, khỏe rồi đó em. Rồi, không có mà. Rồi, bạn trai mình có đi với ai không em? Dạ, em đi với ba em, với đứa em ruột, với một bạn đồng nghiệp. Xin chào Quyền Linh và xin chào các thầy. Chào chú cô à. Khán giả nữa. Sau này đã tìm hiểu được thì nói chung là cũng cầu chúc cho nó được trăm năm hạnh phúc. Là có điều rất mừng rồi đó. Mà không biết con bé này nó có chịu làm dâu chú không? Có chịu làm dâu chú không con? Này con phải gặp mặt anh nữa chú. Từ từ tìm hiểu rồi cũng cố gắng làm dâu chú nghe. Dạ, con chào chú. Rồi. Bên kia chuẩn bị tinh thần á, đây tròn lắm à. Sao mà giảm cân đi. Kéo màn lên. Trời ơi, có món quà này. Cảm ơn anh. Đây. Món quà bự hơn hai người luôn. Dạ. Dạ em thấy em cũng đẹp. Dạ, cảm ơn. Em làm dược mà em làm ở quận mấy em? Dạ hiện tại em làm ở Bình Dương anh. Ngay chỗ Bình Chuẩn á. Dạ rồi, em biết cho đó rồi. Anh thì làm quận 9. Hồi xưa anh cũng ở đó nhưng mà giờ anh dần chuyển xuống vô gần công trình á. Nếu mà anh với em hẹn hò thì tuần khoảng gặp nhau bô lao. Cái này là tùy vào công việc của em đó anh. Tại em làm ở bệnh viện á, có khi trực hoặc là sắp lịch nghỉ không có thể cuối tuần. Dạ. Thì mình hẹn ở bệnh viện. Anh á thì công việc của anh á là không có ngày chủ nhật, không có ấy. Nên là anh có rảnh là rảnh thời gian tối. Cũng gặp thì chủ ban đêm. Dạ, nhưng mà hơi xa đó. Dạ, không xa anh không quan trọng. Lúc trước anh ở thì ngày chú V-Ship 1 á, Bình Dương. Sao bạn gái cảm nhận bạn trai thế nào? Ủa em tưởng. Thì có con gấu nó bù qua. Chắc này cũng ai chăm sóc không? Nè. Dạ, nhìn cũng được, anh cũng cao. Anh với em đánh với đây được là cũng như một cái duyên rồi thì. Dạ. Nhau, cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, cho hơi một phút thì không thể. Ví dụ cô không cho cơ hội thì sao? Thì cố gắng. Cô không cho luôn thì sao? Dạ. Mình nói nếu như bây giờ em với anh quen nhau, tìm hiểu nhau thì anh sẽ làm gì cho em tin vào những cái gì, anh sẽ hướng em tới tương lai gì đó. Nói đi, bắt đầu, đừng có nói cơ hội nữa nha. Thì nói chung là em cho anh cơ hội, chúng tôi đã tìm hiểu nhau. Tất nhiên em với anh với em là thấy có cái điểm tương đồng rồi đó. Để cho nhau cơ hội nha. Em sẽ làm gì? Sẽ làm gì để nếu, đủ nếu tiền cưới vợ? Nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ chứng minh điều gì? Đúng rồi, chứng minh điều gì? Là anh là người chồng tốt. Rồi tốt rồi, còn gì nữa? Tin tưởng, em tin tưởng, để em tin tưởng. Cùng bước tới tương lai. Sao hỏi cổ coi chừng nếu anh ấy anh thích em quá thì chừng nào em chịu. Hỏi đi. Hỏi đi. Dạ, anh thích em hả? Anh thích em. Thôi. Đặt tay vào nút bấm. Bây giờ quan trọng là do bạn gái thôi. Bạn gái hãy suy nghĩ thật kỹ. Và bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một người chân tình như thế, chân thành như thế,
Nhưng tại sao em gái lại không bấm nút? Dạ vì tại em thấy cũng không hợp lắm, này ở xa quá. Ở xa anh đâu có ngại xa gì đâu. Nhưng mà em ngại xa. Anh có dễ thương không? Dạ có. Anh có chân tình không? Có, em thấy anh chân thành đi. À, chỉ có xa thôi. Dạ. Anh cảm giác trong lòng thế nào? Trời, buồn tí thôi. Chắc chắn phải buồn rồi, bởi vì anh quá chân thành. Có một cái cơ hội để mình gặp cái người hợp với mình mà vì khoảng cách quá xa. Đây, xin chào. Mời bạn nữ. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân. Em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, cho bồ lăng bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á là em cứ càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em được là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em á là em hay nóng tính. Em nóng tính á thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện á nó phật ý, nhưng mà khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ suy nghĩ lại, nếu mà em sai á thì em xin lỗi, mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, chai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. À. Dạ. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi, mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là ngay. Ngay là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Thế nên là đến khi anh cười thì thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là bao lâu? Dạ có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ người ta ào xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gọi đầu á chị. Ấy ấy ấy. Đại loại vậy. À chắc ba đứng cái bấm gãi từng ngón vậy quá gọi đầu á. Phải không em? Dạ không à. Ta tắm hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất không ơi. Sao tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Bạn đâu, hy vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai chọt trúng ổ ai trước, coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em mà không ấy, là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men á anh. 6 múi á. Ủa anh có 6 múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập, nhưng mà nó dồn lại 1 múi thôi. Vậy hả? Anh được rồi. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện 6 múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Ga lăng. Dạ được dư rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không à. Được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Nhiều không? Dạ không à. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao về nhậu với em? Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? Ờ đúng chất rồi. Chất là sao? Nó ngông ngông á. Khùng điên điên á hả? Gần giống vậy. Ôi trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không. Ủa, anh sao không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không. Tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Chứ ví dụ mà em nhây vui á. Còn mà em về em nhây. Anh biết đầu lắm, anh chịu không nổi. Lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao vậy? Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sao cũng được.
đừng có tròn quá là được à. Còn mấy người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi, nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ giữ một tí, cách tính một tí là tốt rồi. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng làm sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ nói chung là em bắt chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Ví dụ hẹn hò đi, rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài, sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra. Cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong phòng tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút ảnh cũng chưa ra. Dạ. Thì giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đường đấy. Nào, đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ, dữ nha. Thôi tôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tươm tất là được, tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi, nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Ok dạ. Không? Thấy ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không? Đó, nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Yên chí chị. Chắc là cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ em trên 1m7. Sao mình cũng tròn mình không thích người ta tròn? Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ? 6 tháng nằm ai ấy luôn là được nếu. Ai ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi. Chị đúng như tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? À, sao không được chị? Đàn ông mà. Thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp thôi. Chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ tập nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Chào anh gái. Dạ. Ôi ơi, dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn à? Ai không nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bụng xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ờ cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo em làm gì? Em chỉ bảo bạn nhân viên làm thôi. Em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung là anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. Dạ. Nếu như mà đồng ý thì em, ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền quá. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá à đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Không có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng với quý khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc.
Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Ảnh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp em thiệt nha, không có định sếp. Nói đại đi, ổng không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm ơn lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Gì vậy? Sao vậy? Không, em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không, không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy kết hôn á, kiểu vậy. Thì ấy ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á, họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chết lắm rồi, chết giống mình. Ê, anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. Bớt diễn đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không, không phải là càm ràm. Tức như là một vấn đề, thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài, kiểu vậy. Cái đó được. Mỗi ngày khen cái ngày đó anh nói hoài luôn, kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm lên trầm gung lắm luôn á. Ok, em bắt đầu được chưa? Được, sân khấu là của em mà. Em cười cười đi, em đừng căng thẳng, anh gung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên nặng lòng gia viên, nếu không nói ra làm sao biết anh thương em. Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ bất chấp hết đi nhau đi. Anh muốn quá chị. Tiếp đi, đang hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Hay. Em thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Dân. Dạ hỏi em ơi. Em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác là nhìn là thích, kéo màn là ấy cơ, xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bài luôn. Đúng thiệt em, đúng giỡn. Có đúng thiệt không em? Có đúng thiệt không em? Không luôn trời. Nó rung đâu. Đó. Mạnh dạng đi lên. Chào. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Xin chào bạn gái cùng giao lưu với mình. Tên em là Nguyễn Như Tiêu. Tiêu? Vâng ạ, Tiêu. Tiêu luôn. Em nay 46 tuổi, em quê ở Hưng Yên. Hiện tại thì em sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và làm lái xe thuộc tập đoàn Mai Linh. Lái xe taxi. Vâng. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả trên trường quay. Em tên là Hồ Ngọc Minh Trang, 34 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang công tác ở phòng nghiệp vụ của công ty bảo hiểm Nhật Bản. Rồi mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi em.
À, em ưu điểm là nói chung là dễ gần, nấu ăn rồi em cũng biết chút đỉnh, tính tình em vui vẻ thoải mái. Dạ. Còn khuyết điểm thì tính em đôi lúc hay hơi có một chút nguyên tắc, với lại nhiều khi cũng hơi nóng tính. Còn điểm mạnh điểm yếu của anh là cái gì? Em là người đàn ông thì bản lĩnh và hơi cầu toàn chút xíu, hơi kỹ tính đúng không? Dạ. Vậy được. Rồi khuyết điểm anh là gì? Khuyết điểm của em là hơi quyết đoán thì chậm, bởi vì thời buổi kinh tế mà anh. Nếu mà mình quyết đoán, mình đưa ra cái gì đó mình chậm thì thua người ta rồi. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi anh Tiêu? Dạ, em trải qua được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất năm 30 tuổi đó. Yêu nhau trong vòng 9 tháng thì 15 ngày nghỉ phép. Lúc đó em đang ở bộ đội. Thì lúc đó là khi mà đi phép vào xong thì cái thời gian liên lạc nó giãn dần ra. Và đến khi mà em vào đến nơi thì cái cảm giác đầu tiên là rất xa lánh. Sau đó là bạn gái mới nói là bố mẹ mình đã nhận chầu người ta rồi. Sau mối tình 9 tháng nó chia tay thì đến năm nay là bao lâu rồi anh? Đã từ năm 30 thì năm đến năm 4 năm, tức là 15 năm. Từ 15 năm nay anh không có mối tình nào nữa? Thì 15 năm đó thì sau khi chia tay xong thì em lúc đó em phải mất 7 ngày. 7 ngày không ăn uống, chỉ có uống nước với sữa thôi. Ghê vậy? Vâng. Em quyết định xin nghỉ bộ đội và em thay đổi, em ra ngoài em làm. Thì em ra ngoài em đặt ra một kế hoạch rất cụ thể và hành động rất quyết liệt. Tức là 4 năm tuổi thì em thực hiện được cái giấc mơ mua nhà. Mua được nhà rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới phiên bạn gái, mình cũng kể chút xíu về tình trường của mình ha. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua khoảng 3 mối tình. Thì mối tình cuối cùng là em cũng định đi đến hôn nhân. Nhưng mà khi mà tính tới hôn nhân thì mới xảy ra một chút mâu thuẫn về cách sống với lại về tôn giáo. Cho nên không có thỏa thuận được. Cho nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Mà quen được bao lâu? Em quen cũng một năm mấy. À, đó là mối tình cuối cùng. Dạ, cách đây là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Dạ. Rồi thôi mình bỏ bao qua mấy cái chuyện buồn đó đi. Bây giờ mình vô chuyện hiện đại đi ha. Mẫu người lý tưởng đi bây giờ. Anh trai, anh muốn tìm một mẫu người phụ nữ như thế nào? Em thì đơn giản thôi. Em muốn một người, bởi vì em cao 1m69 thì em muốn một bạn gái cũng cao xinh xinh như thế để đứng cho nó đẹp. Mang giày lên là cao. Mang giày lên là cao ha. Dạ. Có điều gì em không thích, anh không thích ở người bạn vợ tương lai của mình không? Dạ, em không thích ở người bạn gái nữa là bảo thủ cố chấp mà không thiếu tôn trọng lẽ phải. Đơn giản vậy thôi. Luôn luôn cầu tiến vươn lên ạ. Rồi dạ, dạ. Mời em, còn em thích dạ, một người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người là đừng có gia trưởng, phải tâm lý một chút. Em không chịu được mùi thuốc lá cho nên là đừng có biết hút thuốc là được. Ồ, anh có hút thuốc không anh? Dạ không hút thuốc ạ. Cái này đạt tiêu chuẩn ạ. Đạt tiêu chuẩn đúng không? Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, khoảng 1m7 đổ lên. Dạ. Được, tốt, anh này bên đây tốt lắm. Anh cao dạ. Nhiêu? Cao cỡ 1m7. Nói chung là tướng đáng được. Mất 2 mí không anh? 2.5 mí luôn. 2.5 mí. Bây giờ em cảm nhận anh như này thế nào? Nghe anh nói chuyện thì thấy ảnh sống cũng tình cảm. Cái tuổi anh có thể lớn hơn em một chút nói xíu. Nói chung tuổi tác lớn hơn thì cũng không quan trọng. Quan trọng là tính tình của ảnh. Đúng rồi. Tức là họ phải thật thà chút. Chịu khó tìm hiểu mình, chịu khó hiểu tâm lý của mình. Anh này thật thà nha. Có chí hướng, có tiến thủ đàng hoàng. Dạ. Vạch hoa ra kế hoạch đàng hoàng. Thì em thấy đó cũng... Nhưng mà hơi kỹ tính chút xíu đó. Kỹ tính cũng đỡ, tại vì tính em ghét mấy người ở dơ bài ra rồi không dọn á. Không sao, anh thấy được ha. Bây giờ như nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Thì nói chung em cũng muốn, nếu mà được thì cưới liền cũng được. Rồi kế hoạch sinh con mình thì sao? Nói chung thì em cũng muốn cưới xong là có con liền á. Vậy ha, thôi để chị hỏi ảnh coi. Nãy giờ tôi cũng nôn muốn gặp anh này lắm nè. Dạ chào anh. Xin chào chị. Dạ. Vẫn phong độ quá ha. Mười mấy năm mà lập ra kế hoạch rồi mà đạt được cái mục tiêu của mình. Anh ơi, 46 tuổi là mình cũng hơi mai mốt là cha già con mọn rồi ha anh. Dạ, nếu được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được anh ha? Em thì đến đây với tinh thần rất là quyết liệt và quyết tử cho hạnh phúc của sinh ạ. Dạ. Tức là khế niệm được ạ. Dạ. Dạ. Anh, nhưng mà rồi mình giờ mình lấy vợ về là ở trong nhà anh là có ba mẹ anh không? Mình có phải làm dâu không anh? Dạ không.
Tức là nhà bố mẹ em thì ở quê. Dạ. Vâng, thì trong đây thì chỉ có mình em thôi. Là nhà anh mới mua đó hả? Dạ vâng. Người vợ nhỏ hơn mình mười mấy tuổi thì đối với anh điều đó là anh cảm thấy thích hay là cảm thấy ái ngại? Không quan trọng. Bởi vì khi mà ta hiểu nhau rồi á thì hai người có thể chia sẻ với nhau. Bởi tình yêu nó xóa hết cái ranh giới. Vâng, theo quan niệm của em như thế. Em cũng hy vọng khi kéo màn lên thì hai người sẽ có trao cho nhau những cái cảm xúc bằng cả lý trí lẫn con tim nha. Dạ, dạ vâng. Dạ. Thôi, bây giờ mình tham khảo ý kiến người thân trước khi gặp nhau cái nha. À, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ với lại các bạn đồng nghiệp. À, có mẹ. Chào cô. À, xin chào cô ạ. À, xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng tất cả các khán giả trong đài. Tôi là mẹ của em Trang. Thì qua cuộc nói chuyện giữa hai cháu á, thì tôi nhận thấy anh bên Nam đó con, thì theo mẹ thấy á, thì anh lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi thì nó chững chạc hơn. Thì tùy con, nếu mà con thấy thích hợp là mẹ sẽ đồng ý. Nếu mà cô, con gái cô mà gặp anh này thì cô có yên tâm gì không này, theo cảm giác của mình đó? Theo cảm giác tôi thì nếu con gái thì nếu mà gặp được cái người nam, người chồng á, mà biết lo, biết quan tâm tới, chăm sóc, cũng như là có cái nhà riêng là tôi đã yên tâm rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Anh đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp và cháu. Vâng, xin chào ông Mai và Muối. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chào anh. Tôi tên là Nguyễn Văn Năm, là đồng nghiệp cùng với bạn Tiêu nhiều năm trước đây. Vì vậy tôi biết bạn Tiêu rất là hiền lành và rất là chăm chỉ nỗ lực. Bây giờ ổn định an cư thì mới quyết định tìm vợ. Về bạn gái tôi có cái nhìn là bạn với bạn Tiêu cũng có cái điểm tương xứng về cái tính cách, ngoại hình thì to khỏe, tôi thấy là được. Hai bạn nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm và chúc hai bạn thành công. Rồi. Rồi. Bây giờ để cho hai anh chị gặp nhau nha, để mình trò chuyện tâm sự với nhau. Kéo màn lên. Mời anh. Mình cảm nhận về người đầu tiên mình mới gặp mặt sau thời gian nãy giờ nói chuyện, mọi người góp ý này kia, mình cảm nhận đi. Mới nhìn anh á thì nói chung là ngoại hình là nhìn cũng ok. Cái đầu tiên là ngoại hình. Còn tính tình thì mình nói chuyện với nhau nhiều hơn đi rồi em sẽ có cảm nhận mới nữa. Mình thì nhìn bạn lần đầu tiên thì mình thấy rất là dễ thương. Thì cái cảm xúc ban đầu thì người con trai mà, người ta thường nói là yêu ở mắt. Thì mình nghĩ rằng cái cảm xúc ban đầu mình thấy ok thì là chắc chắn là mọi thứ là được rồi. Anh em đi anh cho nó tình cảm anh. Dạ. Tính đi, thí dụ đồng ý hẹn hò thì mình hẹn hò thế nào? Công việc của mình á thì nghề taxi mà, 10 năm ngày làm, 10 năm ngày nghỉ. Thế thì cái thời gian của mình thì rất là thoải mái để bọn mình gặp nhau giao lưu và chia sẻ con bạn. Em thì công việc của em á, thường á, mấy ngày đầu tháng thì nói chung là em cũng đi làm giờ hành chánh. Có những tuần á, là có thể là ngày sáng 8 giờ em đi là tối 9, 10 giờ em mới về. Thì cái đó nó cũng hơi khó. Với lại tính anh có hay ghen không? Thực ra ghen thì ai cũng ghen. Ghen có ghen thì mới yêu. Nhưng mà nó phải có sự hiểu biết kèm theo đó để mà thông cảm với nhau. Bây giờ cho còn một ít thời gian còn lại, có thể anh tỏ tình với bạn gái hay là hát một bài hát tặng bạn ấy rồi chúng ta sẽ quyết định có bấm nút với nhau hay không. Mời anh. Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Giây phút hôm nay được nghe em nói với anh. Rồi gió đừng hôn lên má em, rồi gió đừng hôn lên tóc em, rồi gió đừng dù đôi mắt em dịu hiền. Rồi nói rằng tôi yêu em, rồi nói rằng ta yêu nhau thế thôi. Rồi, thôi, tất cả sẽ trả lời bằng nút bấm có yêu nhau hay không. Hãy để tay vào nút bấm đi anh. Câu chuyện hồi nãy giờ thì cũng rất là hấp dẫn.
anh cũng đã chín chắn và bạn bên kia cũng chín chắn rồi. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại xem nửa trái tim bên kia có thuộc về mình, có sẵn sàng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường còn lại hay không. Hãy quyết định điều đó trong 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng anh. Nào, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy trước mặt mọi người hãy hôn nhau một cái để mình gọi là đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên đi anh. Rất nhẹ nhàng, dễ thương, nhưng có một điều cũng hơi nhạy cảm. Cái này mình nói vui anh nha, nhưng mà nó là sự thật đấy. Từ xưa giờ chắc biết bố mẹ đặt tên anh sao, mà cái tên Tiêu thì nghe nó cũng... Bố mẹ em sinh vào cái quý Nguyên Tiêu đó à. Thế là mới đặt luôn như thế để dễ nhớ. Bây giờ cái tên anh có thể là thêm dấu gì cũng mệt lắm. Thêm dấu sắc đi, dấu sắc ha, hoặc là tiếng Tiêu gì đó thì cho nó vui hơn, nó đời nó phiêu lưng hơn chút xíu anh nhỉ, được không anh? À, được nha. Thôi thế này, sẵn đây tôi xin chúc cho anh Tiếu chị Trang sẽ sớm có một cái thiệp mời gửi chúng tôi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Em giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Nguyệt Nga, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? Dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý khán giả, em tên là Mạnh, em quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên truyền hình số. Cụ thể là em làm gì? Hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật. À, làm kỹ thuật. Ồ. Chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị. Bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe. Khuyết điểm của em có lẽ là nóng tính, với lại hơi kỹ tính và dễ chán. Dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á. Ờ. Ví dụ gặp bọn nam mà không có hiểu em lắm hoặc là không biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán. Dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ. Gặp ai cũng chán hết trơn hả? Dạ không. Như quen bao lâu là em chán? Chắc là do em không có duyên với ai hết nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi. Ráng nha, đừng làm gì cho bạn ấy chán nha. Chán là xong luôn á. Rồi bạn trai thì sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì em biết hút thuốc. Nhiều không? Cũng không nhiều lắm đâu. Rồi bỏ bớt nha. Thường hay đi nhậu. Hay nhậu nữa. Hai cái điểm yếu ha. Thôi thôi. Cũng hay rụt rè trong cái vấn đề về tình cảm giữa nam và nữ. Mấy mối tình rồi? Chưa có mối tình nào. Hả? Lý do sao em? Trước thì cũng có thích nhưng mà thích thì thích vậy thôi nhưng mà chưa đâu vào đâu hết. Đi nhậu quá ai chịu. Bây giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ thuốc được không? Em chui. Thôi xui hả? Tức quá, sao hai người mà không có người nào có mối tình nào hết vậy? Em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái? Đa số là gái nhiều hơn trai ạ. Rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không? Dạ không ạ. À bạn gái là chơi hoài. Mà bạn trai là mau chán. Em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn, tình cảm nên mình cũng chưa có nghĩ sâu xa như vậy. Em có thích cái cô bạn gái nào đặc biệt không? Dạ không. Em có chắc là em thích con trai không? Nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai gấp. Có nghi ngờ luôn hả? Đúng rồi. Đó giờ có thích con gái không? Có chứ. Có nắm tay lần nào chưa? Chưa được nắm lần nào. Trời ơi. Em có nắm tay bạn trai nào chưa? Chưa có bạn trai. Gọi là người cuối cùng còn sót lại. Hai người còn sót lại. À hai người còn sót lại. Ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa? Tán rồi nhưng không có được. Không tán sao? Thì cũng được bạn bè các anh chỉ cho cách tán. Chỉ là sao bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho nghe?
Thì cũng họ cũng chỉ cho cách gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê, đi khách sạn. Ôi! Cái gì? Cái gì vậy ông ơi? Cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn? Hả? Ông ơi, quay quay cái ghế qua đây coi. Ông giỡn mặt hả? Bởi vậy mới ta mới bỏ chạy. Trời đất ơi, ai chỉ ác vậy? Ai chỉ gì? Ai chỉ gì? Dạ bạn bè. Bạn em chơi ác quá. Rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa? Dạ chưa được. Người ta chạy mất dép. Chưa có cơ hội để rủ đi. Không, chắc cũng có thử rồi. Mới quen nhau em đi khách sạn rồi. Trời ơi, tôi hiểu tại sao ông ế rồi. Ta biết kiếp nó có xài chưa, hỏi thiệt. Xài thì mới xài, chỉ xài cái cách để bắt đầu nắm tay thôi. Làm ta ve rồi. Tại ta biết cái ý đồ sâu xa của chưa nắm được. Nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn nên người ta đi. Hiểu không? Từng bước sao? Từng bước cái bí kíp đó, bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối. Giờ nói nghe thử coi. Phải nói hết luôn. Đúng rồi, mình nói hết mấy trang rồi, tôi chỉ trang nào xài được. Đầu tiên thì cứ tập làm quen, nói chuyện vu vơ về quê quán. Rồi, quê quán hả? Sau đó thì vẫn cứ tiếp tục như vậy, khoảng 4-5 hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi. 4-5 hôm chủ động nắm tay. Rồi, sao nữa? Nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua. Trời ơi! Vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không? Rồi nếu rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nữa? Nếu mà họ thấy người ngượng run run có ý định giật thì mình nắm chặt luôn. Rồi, nắm được luôn rồi, sao nữa? Mình chỉ cần mình nói khách sạn. Không không. Thì lúc đó mình chỉ cần nói câu sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi. Còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt với nhau đi. Trời, ai đưa bí kíp gì đâu. Tầm 7 không. Trời ơi, mới 4 năm hơn mà nhào vô nắm tay tới rồi. Tao đứng lên coi coi sao lỏng khổng lòng khồng vậy nè. Nhậu quá, hút thuốc quá mà mập không nổi. Cao mét mấy? Dạ, 1m72. Ngồi xuống đi, đâu có tật xấu gì nữa không? Không có đâu, chỉ có hai cái đó. Muốn lấy người vợ như thế nào? Dễ nhìn, hiền, da trắng chứ. Cái gì không thích ở người bạn gái? Móc lai á. Móc lai là cái gì? Nhiều màu á. À, nhuộm tóc á hả? Cái gì đâu cũng thích, ta nhuộm đẹp mà, ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ. Nhuộm nhiều màu quá, nhìn xấu chứ. Không bỏ nhậu đi, người ta không nhuộm. Bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu. Nhớ nghe. Rồi, ok. Như lấy nhau về ở đâu? Đang có ý định mua đất ở Củ Chi. Phải vậy chứ. Bạn thích ở khách sạn được không? Đừng có nghe theo cái bí kíp của ổng nha không? Bình tĩnh ngồi Huyên đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Ồ, chào em gái. Nãy giờ em nghe nãy nói chuyện em cảm nhận như thế nào? Cũng là một người khá vui vẻ. Bạn thật thà, bạn không có giấu. Đúng rồi. Đó là một điểm rất hài lòng về bạn. Chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích. Nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh. Mới quen ở đây khách sạn này kỳ. Không, cái đó người ta dạy anh thôi. Mà anh mới làm có tới cái bước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi. Người mẫu lý tưởng của em như thế nào? Nói chung là phải vui vẻ, tự tin. Anh này vui đó, anh thấy là vui rồi đó. Cao 1m7 là được rồi đó. Rồi. Có trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống. Với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn. Không có hói, không có dụng bộ là em thích rồi. Em thì không thích một người đàn ông hút thuốc. Nhậu hút thuốc luôn nữa. Cái đó về bỏ được sau được mà. Em bỏ móc lai đi. Là anh bỏ uống rượu hút thuốc. Đây móc lai quá rồi luôn, móc câu luôn. Uống. Có hình mẫu giống ai không? Dạ có. Giống ai? Em thích diễn viên Hồng Đăng. À vậy à? Dạ. Hôm nay em đi có đi với người thân mình không? Dạ em có đi với em trai, em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ. Chào chú Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Trai hút thuốc, không có gì cả anh ạ. Con về còn về uống rượu á, thì là một người đàn ông phải có bạn bè. Gặp bạn bè thì phải uống thôi, mình không uống không được. Trời đất ơi, em gì lạ lùng vậy. Bên phe nào vậy em? Chắc phe bên đây quá. Còn nếu anh có nhu cầu mua đất Củ Chi thì cứ liên hệ em. Ôi, bán đất hả? Trời ơi, khách hàng tiềm năng, hàng chi chịu luôn, nhậu nhẹt gì cũng chịu, bán đứng chị gái luôn hả em? Em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau, quyết định sau là của anh chị. Nhưng mà em thấy ảnh như thế nào? Anh được không? Được. Rồi, cảm ơn em. Đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em. Sếp chị bí quyết rồi hả? Chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Thấy Mạnh thì thật thà, nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó. Chỉ có sợ nhất là mỗi nó làm không được đó là cô gái không được thôi. Thành ra em mới giao cái bí kíp đó đúng không? Còn bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi chứ còn em không dám. Cô gái cũng được. Tham gia chương trình này là một cái duyên. Cho nhau cơ hội rất là điều tốt. Ông anh của mình sẽ nói thêm. Em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó. Dạ. Thấy được.
cũng xinh xắn cũng được, theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi. Hợp lý ha anh ha. Tiến tới được, ok. Cảm ơn anh. Ăn thua là em quyết định thôi đó. Mạnh thì là chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi. Kéo mà. Kéo mà. Rồi, không gian được của bạn đó. Xin mời hai bạn. Em chào ạ. Dưới nhắc Hoa Hoa kìa. Hoa là bài 1 đó. Cảm ơn. Thực ra thì mình cũng trong tình cảm thì mình cũng ít nhát lắm. Ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em? 4 anh em. 4 anh chị em à? À. Ngồi thẳng coi ông trời, giới tính sao mà ông ngồi ông quằn quèo hoài vậy? Bạn gái nói chuyện xong là tiến hành tình bí kíp nha. Nhanh thân. Ông nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ. Bạn có gì muốn hỏi mình không? Có chứ, nhiều lắm. À vậy thì sao bạn không hỏi? Em có dự định ở Sài Gòn luôn hay về Đắk Lắk? Nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi, nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại Sài Gòn luôn. Nga dạy ở chỗ nào? À, hiện tại thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. À, vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát bên, mình ở sát quận 12. Cảm nhận về nhau thế nào, nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Đừng có lắc lư đâu cái đầu nha. Có cảm nhận gì về mình không? Không. Hèn chi ông ế là đúng ông nội ơi. Bây giờ bác nhìn thẳng vô bạn gái ngồi im nè. Rồi, mình thấy bạn gái là người như thế nào? Dễ thương. Quá dễ thương rồi gì nữa? Mà tại sao ế đến giờ? Chi? Thiệt á, tự nhiên câu sao bỏ đi. Làm lại. Em ơi, thí dụ anh muốn mời đi chơi đi, hẹn giờ lúc nào? À, em ơi. Tiếp đi. Nếu anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được? Chỉ cần báo trước là Nga sắp xếp được lịch. Tại Nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà, nên là lịch có thể thay đổi. Dạy tối nữa luôn hả? Dạ. Vậy gặp nhau thế nào được? Thường thứ bảy chủ nhật thì Nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm. Vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha. Đúng rồi. Cho nắm tay cái nói chuyện, chưa có ai nắm tay lần nào hết. À vậy dạ. Rồi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay 30 giây để mình cảm nhận. Thôi nắm tay không nói gì luôn á. Ủa, nắm tay cảm nhận. À cảm nhận hả? Ừ. Hồi đó chưa thấy ai chưa nắm tay nó hôi. Đứng lên, mạnh mẽ lên coi. Bên kia không cho hả? Xin. Nói trước đi nói. Nói sao? Nói em cho anh xin nắm tay cái. Bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên. Ừ, nói đi. Cho anh nắm tay em. Đó. Rồi. Nắm tay chứ phải bắt tay. Rồi đứng yên đi. Trời ơi, cái móng tay ông gì mà dài dữ vậy? À, chưa quên chưa. Ăn chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Mềm, ấm. Nói với cổ kìa. Anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. Hơi run run á. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Không cãi gì nữa. Anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào đó giờ nói. À, em muốn nắm tay anh suốt đời không? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Ông xé luôn rồi, ông vô căn cuối luôn rồi. Thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian. Hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi. Còn cái nợ hay không á thì Nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên. Thôi mình tự sắp đặt luôn đi. Ủa cái trang này ai dạy hay quá vậy? Trang này mới nghĩ ra. Ờ đó, chính kiến của mình là được. Thấy không? Chính xác. Mình phải tự nghĩ ra, đừng học ý kiếp của ai hết trơn á. Chứ giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp bóp liền, đúng không? Ảnh nói câu đó em phải trân trọng. Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 tiếng đếm. Trở lại bí kíp cũ rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Rồi bây giờ nắm tay đi. Lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau. Lần đầu tiên. Hôn ở đâu anh? Thích đâu thì hôn ở đây. Nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa. Hôn đối diện luôn nha. Ừ. Cho không? Hỏi người hôn nghĩ mà họ cho không? Mình hôn nha. Ông
hù dọa người ta quá không, không thụ không lẹ đi ông ơi. Anh làm bối rối hơn luôn. Thôi đi, em quay chỗ khác nè. Con vậy tao không có thấy. Hôn má bên đây nè. À, hôn má bên đây mới được nè, mọi người thấy luôn, chứng kiến. Mẹ, em cố gắng chịu đựng đi, nhanh lên. Để Nguyên, để Nguyên. Để Nguyên. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bóc chụp cái gì vậy? Thì hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi. Đi ăn thôi nha. Dù chi dẹp qua bên nha. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lê Chí Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton. Quà tặng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Không có buông tay ra nha. Không bao giờ buông. Không bao giờ buông nha, đi đi. Cái này mà không có mình chắc muôn đời cũng có người yêu. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Ngồi đi em. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Rồi bây giờ giới thiệu về mình đi bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thế Hiến, năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc tại Đắk Lắk. Em làm nghề gì? Dạ em kinh doanh tự do, nói chung là cũng đa ngành nghề. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em là tên là Trần Thị Mỹ Tiên, năm nay 24 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở Bình Định chị. Bình Định. Dạ, em đang làm nhân viên kế toán. Tiên 24 tuổi, Hiến 29 tuổi. Cái tuổi này thì nó cũng hợp nhau, nhưng vấn đề cái chỗ là hai bạn xa. Ở xa, gần như hai đầu nỗi nhớ đó. Bạn gái có ngại về việc này không? Yêu xa thì em không ngại, nhưng mà trước kia em cũng có quen một anh á anh. Yêu cũng xa xong rồi bị bỏ, không biết con Chiến này yêu có bị bỏ không? Không sao đâu em, Chiến này mình nhắm tình mình nó ổn, mình bỏ ta trước đi cưng. Trời số bậy nữa. Nói cho vui thôi, nhưng mà dù xa thì xa, cũng là phải tranh thủ thời gian, rồi lâu lâu phải thăm nhau thì mới có thể nuôi dưỡng tình yêu được, đúng không em gái? Dạ. Bây giờ em giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, chắc em nói điểm yếu trước nha chị. Em gặp đám đông thì em hơi run, em khá nhút nhát, em rất là nóng tính, với lại hơi bướng một chút. Tại vì em con út nên cũng được chiều á chị. Em sợ nhất là sợ sâu á chị, em sợ lắm. Có nhiều loại sâu lắm, em sợ tất cả các loại sâu em hả? Dạ, nói chung là con trùng mà không có chân á anh, là em sợ. Có nhiều con không có chân lắm đó em. Em sợ luôn vậy đó hả? Nói chung là con gì mà cái thân hình nó hơi uốn éo là em sợ. Mềm mềm uốn éo là sợ. Dạ. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em có lẽ là dạn dĩ, với lại khá là hòa đồng vui tính. Khuyết điểm lớn nhất của em chắc có lẽ là đôi lúc hơi quá tự phụ vào bản thân. Mình quá chủ quan. Cụ thể công việc của em là gì? Dạ hiện tại thì em đang buôn bán sửa chữa điện thoại, với lại mở một quán cà phê. Tiên ơi Tiên, bữa nào em lên Đắk Lắk em uống cà phê Đắk Lắk đi, ngon lắm. Dạ. Rồi em vô giả bộ sửa điện thoại luôn. Dạ em cũng có thím em ở trên Đắk Lắk anh. Thì được rồi, lên thăm thím luôn được rồi. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua một mối tình, quen nhau được một năm, xong rồi bị đá. Gái đúng là thiệt tình, tao nói chia tay đi còn bị đá. Nặng nề quá. Nếu được thì bao lâu mình sẽ tính tới chuyện hôn nhân? Người ta nói lấy vợ là lấy liền tay á chị, càng sớm càng tốt cũng được. Lấy vợ thôi, em lấy chồng mà.
Em nói anh kia nghe thôi, còn em thì ảnh sao em vậy. Trời ơi, dễ thương quá. Cái nhiệm vụ đó để anh em ơi. Hôm nay là anh sao em vậy đó. Rồi, tình trường của anh thì sao? Em có trải qua 3 mối tình. Thực sự thì cũng do tính chất công việc nó khiến em mất cái sự quan tâm với người ta. Nên cái tình cảm dần dần nó xa cách. Ví dụ như giờ em anh quen xa quá rồi anh cũng bỏ bê vậy rồi xong sao? Theo lịch làm việc thì có lẽ là mỗi tháng anh xuống Sài Gòn từ 2 tới 4 lần. Tốt quá, được không em? Dạ, cũng được chị. Cũng được ha, như vậy là hợp lý, vừa kết hợp công việc rồi thăm em luôn. Dạ, được rồi đó. Lỡ mà có nói chuyện được á, biết đâu em lên đó em làm. Trời ơi, quá bé là dễ thương gì đâu luôn. Em có cần thêm người phụ công việc mình không em? Dạ. Quản lý quán cà phê nè. Dạ, thực ra thì giờ em không cần người quản lý quán cà phê hay hay là tìm điện thoại hộ em nữa. Em chỉ cần một người quản lý em thôi chị. Trời ơi, hay quá. Hai người này nói chuyện dễ thương gì đâu. Lên trên quản lý ảnh được không em? Dạ, chắc dư chị. Chắc dư ha. Rồi, được. Em có tìm người yêu như thế nào hả em gái? Cảm ơn em. Người thì dễ thương một chút, nhậu thì được, nhưng mà đừng hút thuốc là được. Ổn. Có hút thuốc bên không đây em? Nói ổn. Không, có không? Có hút hả? Trời ơi, chị nghe tụi nó ổn. Hút nhiều không? Dạ. Bình thường thì một ngày khoảng vào tầm 5 điếu. Bỏ từ từ, bỏ đi, còn 3 rồi còn 2 còn 1 rồi dẹp luôn đi em. Hút một ngày mà 2 gói thì bỏ từ từ, chứ còn 5 điếu thì bây giờ là mình bỏ luôn đi. Tôi trả giá mà không được luôn, bỏ luôn đi em. Bạn trai, em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Phần bỏ thuốc em sẽ cố gắng. Nếu nếu hai người thực sự mà có tạo được động lực cho nhau, quyết định mà tiến tới về lâu dài á, thì em nghĩ điều đó bỏ chắc cũng không có gì là khó khăn. Em nói là có thể em cuốn gói lên đó luôn mà cũng chưa có động lực hả? Cũng phải coi chứ, đàn ông cũng đâu có dễ dãi em. Cũng phải nhìn mặt cái coi có nhận cái gói này không chứ. Bạn trai, đưa ra chuẩn tìm bạn gái như thế nào? Người vợ tương lai của mình như thế nào? Cái tiêu chuẩn tiên quyết đầu tiên là bạn ấy nấu ăn phải ngon. Nấu ăn được không em? Dạ, nếu chịu khó ăn chắc được. Chịu khó ăn thì được nha cưng. Người ta nấu rồi đó mà ăn được hay không tùy em. Dạ. Tiếp em. Cao thì 1m55 trở lên là được. Ngoại hình dễ nhìn, sâu sắc trong tính cách một xíu. Em có điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích ở người phụ nữ là không có lễ độ với cha mẹ hoặc người lớn. Phụ nữ thì phải có trang điểm. Cái đó là cái quyền làm đẹp ưu tiên của phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ là không nên quá lòe loẹt, hoặc là cái style nó quá dị thì cũng rất là khó coi. Đơn giản quá. Đưa tôi coi. Rồi, chào ông chủ ha, ông chủ trẻ ha. Bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Tụi em cũng không đợi được lâu. Em nghĩ là trong nửa đầu năm sau là hợp lý nhất. Mình có phải làm dâu không em? Em vẫn theo cái lối cũ, có nghĩa là khi gia đình mà ở chung với nhau đồng ý nó sẽ có sự xích mích nhỏ. Nhưng mà cái việc đó nó sẽ làm cho gia đình gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Gia đình có xảy ra điều gì hay không quan trọng là ở người đàn ông, chứ không phải là ở người phụ nữ hoặc là mẹ chồng. Được. Nhà trai, bạn trai rất là chín chắn, ngoại hình rất là được. Em có thể cuốn gói đi theo. Đàn trai tự cuốn gói xuống thôi. Dạ, ồ, dễ thương quá. Bây giờ nói thì em cảm giác anh ấy là người thế nào? Em nghĩ chắc đôi lúc anh cũng hơi gia trưởng một tí. Có thể. Dạ. Bởi người đàn ông gọi họ giỏi kinh doanh đó, họ bản lĩnh thì bao giờ cũng có một chút xíu gia trưởng đó. Chút chút thì không sao cả. Dạ. Với lại chắc anh cũng người tình cảm. Rồi, anh thấy ổn đó. Cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với bạn thân và em họ em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là em họ nhưng mà cũng đồng nghĩa với là bạn. Dạ, Tiên thì tính tình vui vẻ hòa đồng. Còn về anh trai này thì em nghĩ cũng hợp, hai người cũng xứng. Hy vọng là cho nhau một cái cơ hội nào đó. Cảm ơn. Em đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, cũng như chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Cũng xin nhận xét về các bạn nữ phía bên này. Thì nhìn chung thì bạn cũng rất là dễ thương. Dạ. Và cũng rất là nhanh nhẹn, kiểm soát cũng như là quản lý được cái anh chủ quán bên kia. Thì mong rằng là hai bạn sẽ cố gắng dành cho nhau một cái cơ hội để có một cái hạnh phúc dành cho riêng mình. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Mặt
có đóa hoa tặng anh. Dạ rồi, em cảm ơn. Có một việc lúc nãy mà anh không kịp nói với em. Dạ. Thì anh cũng cùng quê với em. Anh cũng ở Bình Định hả? Ừ, anh sinh ra ở Bình Định. Dạ. Mình cùng quê nên cái phong tục tập quán với nhau anh nghĩ là chắc nó sẽ rất là dễ dàng để mà mình hiểu cho nhau. Còn cái vấn đề mà em có nói là anh, cái tính anh có vẻ hơi gia trưởng, nhưng mà thực sự thì anh nghĩ là tính anh rất công bằng. Dạ. Nhưng mà anh có một cái hơi cứng nhắc là đúng mà sai là sai. Lâu lâu thì mình cũng mềm lòng một chút chứ anh. Có chứ. Muốn mềm lòng mới phải cần một bóng hồng cho em. Vậy em đủ chưa? Anh mềm nhũn luôn rồi. Em có sở thích về đọc sách hay là mình đi du lịch bụi gì không ta? Dạ, em thích đọc truyện ngôn tình. Em cũng thích xem nấu ăn, nhưng mà đều tại vì chắc là chưa thử nấu thôi. Em yêu con nít, em thích con nít lắm. Dạ. Còn anh thì anh thích em. Hai người này lãng mạn lắm nha. Thật sự thì cái ấn tượng ban đầu của anh về em nó cực kỳ tốt, nên anh hy vọng em cho anh một cơ hội để được tìm hiểu em. Dạ, nếu mà lên đây rồi thì đương nhiên là phải cho nhau cơ hội với anh. Chưa có cho. Chưa có dụ thuốc, chưa gì mà cơ hội. Anh có bỏ thuốc được không ạ? Trước đây ba em cũng hút thuốc nhiều lắm, nhưng mà ba em thương em nên ba em bỏ rồi. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Cái câu cố gắng nó yếu quá. Anh sẽ cố gắng hết mức có thể. Dạ. Nếu trong thời gian mình tìm hiểu thì anh sẽ thường xuyên xuống, anh sẽ hỏi em cái lịch về lúc thời gian em rảnh để mình có thể hẹn hò một cái buổi nói chuyện cho nó trọn vẹn hơn. Em thì lúc nào cũng rảnh, trừ những lúc đi làm thì em bận thôi. Được khách ghê luôn ha. Anh thì lúc nào cũng bận, trừ những lúc anh rảnh ra thôi. Dạ, em không bắt anh là phải tháng nào cũng xuống thăm em. Chủ yếu là tình cảm của anh thôi. Tại vì lúc trước em cũng bị đá rồi nên em... Ủa, đá hoài. Em sợ lắm. Má anh có dữ không? Có lẽ má anh là một người phụ nữ hiền nhất mà anh từng gặp. Dạ, chắc hiền giống em. Em cũng hiền lắm, từ những lúc em giữ ra thì còn lại em hiền lắm. Anh hát bài tặng của ấy. Hai người này nói chuyện nhau như đang đọc thơ gì. Nó nhẹ nhàng làm sao. À, dạ. Anh trai đứng dậy đứng đối diện cô gái, nhìn thẳng và hát bài gì? Mình muốn nói lên cái tình của mình nào? Về cái năng khiếu nghệ thuật của em thì dạng như là nó chọi đá vào nền âm nhạc vậy đó anh. Nhưng mà cũng chọi đá thì cũng bằng em thôi, không hơn được đâu. Anh cứ yên tâm. Anh xin gửi em tới một đoạn ca khúc. Lần đầu tiên thấy em, chỉ muốn đến thật gần nhé. Chờ em thôi, mong niềm vui hiện lên môi xinh. Lần đầu tiên nắm tay, anh không tin nắm tay. À, tới đoạn này em hết hơi rồi. Hơi. Dạ. Nắm tay xong có hết hơi. Không cho, nó nhũng chị. Bạn nữ đáp lại luôn. Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu em hay chọn phút giây biệt ly. Dạ thôi. Thôi được, con câu đó cũng ý nghĩa rồi ha. Anh muốn mỗi bạn có 30 giây để nói lên tất cả những suy nghĩ của mình đối với đối phương nãy giờ. Anh gặp phụ nữ thì cái khả năng hoạt ngôn của anh nó không có được tốt. Nãy giờ những cái điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi. Em cảm nhận sao về anh? Dạ, em mới 24 thì em cũng chưa va chạm nhiều, chỉ là bị đá lần đó thôi. Đá nữa. Bây giờ cô này cô rất là sợ bị đá. Bây giờ em á là va chạm cuộc sống nhiều rồi, tình trường cũng nhiều hơn cổ. Bây giờ em phải nói làm sao cho cô cảm thấy yên tâm. Nếu có một ngày nào đó mà mình cái cuộc tình mình không đến được với nhau thì lỗi là do em. Không phải anh. Được chưa? Chị chưa? Chưa hả? Chưa, dạ. Nói đi, nói tiếp. Thí dụ như trong lúc mà hai đứa mình cãi nhau á, thì em không muốn nói là từ chia tay. Tại vì nói một lần sẽ có lần thứ hai. Dạ. Em chỉ nói vậy thôi. Từ đó anh chưa ghi vào từ điển.
lần này mà nếu có mà không thành là do em đá ảnh á, chứ ảnh bây giờ để đá tay đâu. Nút bấm đi các bạn, chúng ta để tay vào nút bấm là chúng ta đã đến lúc phải suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ từ trái tim của mình các bạn nhé. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đã hẹn hò với nhau. Thật ra các bạn phải nhớ những cái gì các bạn đã hứa nha. Nhìn mặt hai người này giống giống nhau ta. Dễ thương mà. Người ta nói là gương mặt giống nhau thê đó. Chào em. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và bạn nữ bên kia. Em tên là Vũ Quang Thành, em sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng và hiện tại em đang làm ở quận 9. Làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh điện thoại với lại chuẩn bị mở shop quần áo. Ồ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên đó cùng quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Diệu Linh, năm nay em 24 tuổi. Quê em thì hàng xóm với anh đó. Dạ, em ở Đắk Lắk ạ. Dạ, hiện nay thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Em là hướng dẫn viên du lịch ạ. Em ở thành phố, em ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? Dạ, em nhà em ở thì em ở quận 10. Công ty của em thì là ở quận 5. Rồi. Mai mốt em đi chơi quận 9 đó. Dạ, em cũng thường đến quận 9 lắm anh. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em tự tin nấu ăn cũng khá ổn. Em có thể hát, em có thể làm thơ. Em là người phụ nữ của gia đình, còn nếu ra ngoài xã hội thì là em là một người phụ nữ cá tính mạnh mẽ. Còn cái điểm yếu của em có là hơi khó tính. Khi mà em tủi thân á thì em hay khóc nhè. Trời ơi, mạnh mẽ cá tính mà hay khóc nhè. Dạ, người ta bảo là ra ngoài thì sống cá tính mạnh mẽ nhưng mà khi về nhà thì em là người nội tâm. Rồi, bây giờ bạn chỗ tài làm thơ hay bạn hát gì đó một đại cái đi. Để nói đến lý do ế của em hôm nay á thì em cũng xin phép có một bài về. Để anh hiểu được nỗi khổ của em, lý do vì sao em ế. Rồi. Gửi tặng cho bạn trai bên kia cũng gửi khán giả. Nghe vẻ nghe về mà con gái thiệt là ngang trái tội nghiệp các nàng. Vì nói xấu oan mà không lên tiếng, để phải khổ phiền cho sầu nhan sắc. Học hành xuất sắc lương đứng nhất nhì, miệng hay mỉm chi nụ cười duyên dáng. Làm duyên làm dáng uyển chuyển thước tha, luôn để má ba tự hào với khách. Miệng hay lách chách ở đây không có, chỉ có ăn hàng ta đây chút xíu. Không môn nào yếu chỉ có thể thao, thêm chút lao sao khi ngồi tán chuyện. Học hỏi kinh nghiệm để luyện cho đời. Dạ em xin hết ạ. Cái gì mà ế hả? Trời ơi, trai. Dạ. Em cảm thấy sao? Dạ, em cảm thấy hay. Nhưng mà vậy mà ế thì thấy cũng hơi lạ. Em có tài lẻ gì không trai? Dạ em thì đá banh được. Đá banh là gì? Dạ nữa? Em cũng mới vừa thi đá banh sáng nay xong anh. Gì cô đó cũng biết hết trơn vậy? Thì đội em hiện nay đang thắng 5-1. Chủ nhật tới nếu anh có nhà ấy đi qua tụi em đá chung kết. Trời ơi, đá vụ gì vậy em? Lần trước thì tụi em mới vừa tham gia cái giải của tổng công ty. Thì đội của em được giải nhất. Lần này được tổng công ty cử đi đá giải cấp thành phố. Ghê nha, trời ơi. Em coi chừng đó nha, em đá dữ lắm đó, đá luôn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình ạ. Mối tình là dài nhất là mối tình nào? 3 năm. Nhưng mà ngày đấy là mối tình học trò. Rồi mối tình sau học trò? Sau học trò là chia tay cách đây 3 năm. Quen mấy năm? Quen mấy tháng ạ? 6 tháng ạ. Tại sao chia tay? Cũng xa mặt cách lòng một thời gian là cũng im im rồi chia tay luôn ạ. Nói chung cũng chưa có mối tình nào sâu sắc mà có thể đi đến hôn nhân đúng không? Dạ chưa. Rồi, tình trường của bạn nữ thì sao? Dạ, nếu mà nói mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Còn để mà mối tình mà gọi là nhắn tin qua lại để tìm hiểu nhau thì đã có một mối tình. Nhưng mà chưa kịp nói lời yêu với anh đi lấy vợ rồi. Rồi, vậy bây giờ quyết định phải nhanh lẹ hơn nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đã bắt mình tấn công vậy đó, vô dạ. Liền. Em muốn tìm người yêu thế nào, tấn công liền nào? Dạ, không có gia trưởng, không có ghen. Những ngày mà em ở nhà thì em sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Thực ra em gốc Huế, em nấu ăn rất là ok.
em sẽ nấu ăn cho anh ăn. Nhưng mà những ngày em đi thì anh phải tự nấu ăn, phải chăm sóc cho con cái những ngày em đi vắng. Em chỉ yêu cầu vậy thôi. Còn em con trai thì em thích biết uống rượu, biết hút thuốc. Người đàn ông mà khi ra ngoài xã hội mà không biết nhậu á thì rất là nguy hiểm. Cái gì đâu không biết uống rượu mà nguy hiểm tại chỗ vì nào? Nhiều khi không biết uống rồi bị bạn ép uống cái say á chị, cái mất công em phải đi rước về. Lỡ may mà ngày đó em đi tour á không có ai kêu mất công người ta chở đi mất tiêu. Dạ. Về ngoại hình. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu quá cao. Tại vì trai đẹp là trai của người ta. Em chỉ cần cao hơn em chút xíu gương em mặt. Em cao nhiêu? Dạ em cao 1m61 ạ. Cao hơn rồi đó. Dạ. Dạ, thân hình thì cân đối. Như anh Quyền Linh thì em lại càng thích. Tại vì người ta bảo con trai mà tròn tròn thì nhìn khuôn mặt phúc hậu. Tại vì em muốn con của em sau này mập, không giống như gà giống như em. Gầy là tại vì em chưa có người chăm sóc. Dạ. Anh muốn bồi dưỡng vô. Đúng rồi, hy vọng về anh sẽ làm cho em tăng cân. Em mà tăng cân là anh còn giảm cân nữa đó. Nãy giờ em gái nói thì em cảm giác mình được bao nhiêu? Chắc là đáp ứng được hết yêu cầu của bạn nữ. Được hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà ví dụ anh mà chỉ biết uống bia, không biết uống rượu đúng không em? Dạ, cái đó không sao, anh không có ép buộc, anh không biết uống thì cũng không sao. Như nhau có gì đâu. Rồi, còn gì nữa không? Em có yêu cầu bạn nữ vợ tương lai của mình là người như thế nào không? Dạ, em chỉ cần bạn nữ đừng có màu mè quá, biết lễ phép với người lớn, đừng nói nhiều quá. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Mắt, mũi, miệng, tính cách có cái gì không thích không? Thì đừng có chảnh quá. Đừng có chảnh quá. Dạ. Cũng đã bành dữ lắm hả? Dạ. Quần này mượn của anh Quyền Linh phải không? Quần của tôi đó. Quần đẹp nhất của em. À vậy là đẹp nhất. Anh có quần y như em luôn mà mấy ống cho anh mặc đó. Đẹp hơn em. Bây giờ nếu như mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Dạ tầm 1 năm đổ lại ạ. Công việc của cổ là cổ rất đam mê, cổ không bỏ. Thì những lúc mà cổ đi như vậy em có thể lo con khái quán xuyến trong nhà được không? Tới lúc đó chắc là được hả chị? Mình đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Thì bây giờ cưới là cứ cưới thôi chứ đâu còn chuẩn bị gì chị. Thì cũng phải có kinh tế, phải là tính trước kế hoạch rồi. Thì công việc của em hiện tại bây giờ là ổn định rồi. Còn cưới là thì về ở thôi. Bố mẹ em ở nhà thì cũng bắt em lấy vợ. Rồi, vậy cũng được ha. Dạ. Mình chỉ hỏi bạn nữ coi sao. Hình như bên kia là một cô gái rất là bản lĩnh em. Dạ. Ha, rất là gọi là hơi nam tính chút xíu đó. Dạ. Anh đoán là như vậy. Chào em gái. Nhưng nãy em yêu cầu là em đi công tác hoài luôn. Chồng của em phải biết tự nấu ăn, phải chăm sóc con cái này kia. Anh thấy nghĩ cái vẻ này giống như đàn ông dặn dò vợ quá nha. Dạ, thực tế em không có đi nhiều như vậy đâu. Dạ. Nếu như mà tính ra cái mùa cao điểm thì có thể là tụi em xoay đầu 10-20 ngày trong một tháng. Nhưng mà vào những cái tháng như này thì em đi khoảng một tháng em đi khoảng 2-3 lần thôi. Em yêu cầu người đàn ông hóa ghen bởi vì em đi dạ, hoài. Đúng rồi. Cái bổn phận người phụ nữ là chăm sóc con cái, gia đình mà đi hoài như thế rồi anh nghĩ rằng nó sẽ cái tình cảm nó nhạt nhòa rồi cái người chồng họ cũng rất là khó chịu. Dạ. Cái khoảng đó thì em là một người rất là lãng mạn, biết cách chiều bạn trai. Dạ. Rất chín chắn, biết ra. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, hôm nay em đi với hai chị bạn. Dạ, thân chào anh Quyền Linh. Thân chào bạn Cát Tường. Thì nói về Linh thì Linh là một người rất là có cái trách nhiệm với gia đình. Ngay cả về công việc cũng vậy. Mình có một cái muốn hỏi bạn trai ở khía cạnh là Linh hay đi ví dụ như là thứ bảy chủ nhật hoặc là những dịp lễ đó thì hay Linh hay đi tour thì không có thời gian mà dành cho bạn trai thì với bạn thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Không, em vậy thì cũng bình thường thôi. Công việc thì biết thông cảm cho nhau thôi. Thì những ngày mà Linh đi vắng thì về vấn đề cơm nước hoặc là có con thì bạn chăm sóc cho con được không? Dạ, đến lúc đó chắc là được chứ ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng để làm những công việc đó. Thì cái duyên nó đã có rồi đó. Cái quan trọng là bây giờ các bạn là nắm bắt cái cơ hội đó và tạo cho mình một cái nợ đó là do quyền quyết định của hai bạn. Thì mình chỉ có một ý nhỏ vậy thôi. Bạn đi với ai? Em đi với chị gái ạ. Chị gái này ngồi giờ ngồi cười suốt nha. Em chào anh Quỳnh Anh, em chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em là tên Thảo, chị gái của Thành ạ. Chị thấy bạn nữ ở bên này thì cũng rất là dễ thương, vui vẻ và chị thấy rất là đảm đang. Hai em thì đều có một điểm giống nhau là thích ham mê đá banh nên chị nghĩ là có thể chia sẻ với nhau về đá banh nhiều hơn. Và mong hai em cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau để tiến tới xa hơn nữa. Trời ơi chị gì dễ vậy, chị không lo chia sẻ công việc mà chị chia sẻ đá banh. Rồi cảm ơn chị. Thôi hai giờ em kéo màn đi, hai em nói chuyện đá banh với nhau đi.
Rồi kéo màn lên. Thành làm thủ môn cũng được. Rồi tự tấn công luôn đi em. Em có hay đá banh không? Dạ thực ra thì cũng ít khi đá lắm anh. Dạ nhưng mà do năm nay thì công ty em vừa mới tổ chức cái sinh nhật ấy, hội thao của tổng công ty nên tham gia cái giải đó thì vô tình được giải nhất thôi. Rồi em có thích đi phượt bằng xe máy không? Dạ có, đó là cái đam mê của em. Dạ. Anh không thích máy. Trời ơi, cũng hỏi nữa, thích gì hả? Hỏi gì vậy ông? Anh có cảm nhận gì về em ạ? Thì em là người mạnh mẽ, thì nói chuyện rất là tốt, rất là lưu loát. Còn anh thì anh lại hoàn toàn khác, đối ngược lại. Dạ em sẽ bù đắp cho anh. Nếu như mà có cơ hội thì mời anh về đến Buôn Ma Thuột uống cà phê. Dạ. Nhất định rồi. Em sẽ là người pha cà phê cho anh uống. Hay quá. Rồi chúng ta hẹn hò như thế nào? Theo em nghĩ anh làm công việc kinh doanh, cái thời gian của anh sẽ chủ động. Em thường rảnh vào ngày đầu tuần, như vậy rất là thích hợp. Mình thích thì mình đóng cửa đi chơi thôi. Gái hát tặng bằng nữ bài đi. Vừa hát em vừa mở món quà mà em tặng cho cô gái ấy ra. Nào chuẩn bị, bắt đầu. Định mệnh của anh là để yêu em, để một đời được thấy em cười. Định mệnh của anh là để bên em, để một ngày chở che ngày đêm. Định mệnh chỉ cần phía trước bước bên em, dẫu địa ngục anh vẫn bước tới. Rồi em quên mất rồi. Em cảm ơn anh. Nếu anh đếm được những vì sao thì em yêu anh đến bậc nào, tinh tú trên trời sao đếm được, tình yêu càng với lại càng cao. Quà là gì vậy em gái? Dạ đây là một cánh hoa hồng cánh vàng. Cánh hoa hồng vàng và một con gấu. Ý nghĩa thế nào vậy em? Sao em thấy đẹp thì em mua thôi, em tặng. Cánh hoa hồng được rồi sao có bỏ con gấu vô làm chi nữa? Cho nó đẹp thôi. Tại vì đặt cái này nó đi cả bộ này nên phải lấy như vậy. Ok, các bạn ngồi vào ghế đi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nhắm mắt lại, cảm nhận xem tim mình có rung động hay chưa các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao chàng trai lại không bóng? Dạ, em nghĩ là nếu mà để đi quá xa thì em nghĩ là cảm thấy là khó. Không đến được. Tức là cảm giác trái tim mình chưa rung động. Đúng rồi. Tại vì khi em đi tìm bạn trai mà trước tiên em cứ nói là người ta phải ở nhà lo cho con, cho cái, để em đi làm thì nó hơi gọi là nó không có nghe, nó không có được thuận lắm. Có lẽ vì điều đó mà anh ấy đã không bấm nút nha. Em gái rất là dễ thương mà, rất là giỏi đấy. Em giống như chị Cát Tường, đấy, đấy. Y chang vậy đó. Rồi dù sao thì vẫn rất là tôn trọng quyết định của hai bạn. Và thay mặt cho chương trình gửi mời bạn nam. Mời các bạn. Bạn gái em hãy giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu Trần Đình Cường, 26 tuổi. Hiện nay đang là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. Mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên, hay mít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Vậy hả? Dạ vâng, rồi làm luôn một câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là bolero. Nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ. Chứ hát xong nhạc... Thôi, hát nhạc anh thích bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ... Nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ.
phận làm con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Dạ, em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ. Bài này ruột của anh đấy em. Ruột của anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ? Ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Chắc do kẹt xe đó chị ơi. Xe mình thường hao đi sớm chút đi em. Dạ. Dạ, mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chế tụi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. Đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ một à. Quen lâu chưa? Rồi? Dạ quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó? Tức là em tìm. Tức là em nghĩ ra một cách đó là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang đợi đang chờ bạn gì đó. Vậy em có bồ rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì cái chị chỉ nhưng mà em nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua, là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn, em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa, tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu, là người ta nhìn xong cũng nhìn mình nhìn xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười, nụ cười rất là trìu mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa? Có đồng tình. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ không chị, chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cụ cũng bảo là quá tang ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi, mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Cũng khá là nhiều thanh niên. Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Thôi lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm chỗ là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Mừng. Thấy có một anh vô hỏi mừng, mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à? Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng, em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi, thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị, em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em cũng sướng lắm, em phải kìm lại. Sao em cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng, vậy cho anh xin cái ghế nhé, vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế là anh về ra là bố ông ngồi bên kia, rồi ông sẵn xin cái ghế. Thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị. Thế là từ giờ ế đến tận bây giờ. Trời đất vô duyên dễ sợ luôn. Dạ em cũng mừng hụt lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không thiệt đó chị hỏi chị gái em biết là em cũng đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó. Và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê sợ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn là bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. À? Không anh ơi. Cũng không đoạn à. Sao? Dạ rồi, độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa, vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng. Có trách nhiệm, phải men men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai, tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa qua em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khuyến, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê, ông ấy cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là được quỷ sứ à, quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời à. Dạ, là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Dạ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy năm mà. Dạ, không. Rồi có luôn, còn gì nữa không em? À, thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua. Chua. Gái chanh chua em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua. Bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha.
Cô gái đây có duyên lắm á, nãy giờ coi. Nghe nói. Dạ em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha, anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông? Chắc là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau chứ. Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ, tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ, rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ, giả sử như là ở dưới thì mặc quần sò, của trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè, em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ, thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích, thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không phải giày em dép. Không nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Không có duyên mà. Dạ, tức là kiểu mình cứ chân thật. Được. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi đi, không? Nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục, đủ. Bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Chị em đoán đi, rồi chị biểu anh đi thai nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần xanh em bỏ về liền. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ốm. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là sớm hơn đi, do hai bên nữa. Ừ. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Ôi, hơi bị được đấy em. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ đi với cậu ạ. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm, nó lanh lẹn, mà nó nhát lắm, nó không kỳ hiền, lanh lợi mà nhát. Nhát gái. Nhát gái. À nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường với lại em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm em đi với chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm, mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Rồi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ. Dạ. Đây, đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em, ngồi uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê, cổ đang ngồi giữa đường. Đó, em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó, tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À, lạng qua lạng lại. Để em tôi tới dịch đây cho. Với ai vậy? Dạ, em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh? Gọi. Dạ, em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng, anh ngồi luôn. Chắc là có tâm trạng gì không? Đưa uống cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Thế là được không em? Lần này là dô là không có làm cao ạ, mời ngồi dô liền và hút liền ạ. Rồi. Dạ,
em với anh đến đây gặp nhau thì trong nào cũng có một cái duyên rồi, còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ, nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Từ từ cơm. Bình lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ, em cũng ít khi đi chơi lắm. Tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà, em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ, với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được. Đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả. Mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn. Tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sửa như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có. Hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng... có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường. Tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em. Nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu với vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Rồi. Nắm tay đi hay. Đôi quá. Áo đôi ha, áo tình nhân ha. Đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em. Chào chị. Mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào Quỳnh Linh. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên Trần Quỳnh Vương, em 38 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi. Làm nghề gì? Em làm điện cơ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Quỳnh Vương hả? Chú cha tên dữ ta. Quỳnh Vương. Trần Quỳnh Vương. Rồi, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trâm, năm nay em 33 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em đang làm nhân viên chứng từ của một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7. Quận 7 với lại quận 12 cũng... gần nhau, cũng được. Gần quá ha. Trong thành phố. Điện cơ làm thế nào bạn? Dạ, em mở một cái tiệm nhỏ, em sửa chữa với em buôn bán... coi như là có cơ sở riêng rồi đó nha. Hôm nay em đến đây em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chiều cao thì em khoảng tầm 1m55, vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên người dưới. Đơn giản vậy thôi ha. Bên đây hồi hộp quá, nghẹn ngào. Bình tĩnh em, hít thở sâu và trả lời. Mẫu người em muốn tìm là người bạn trai như thế nào? Nói chung là không có hô, không thói. Sao vậy? Hô chứ có gì đâu. Ví dụ như gặp người hô, người hối là người ta. Cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Còn thí dụ như em gặp mà em cảm thấy ảnh dễ mến hay là tạo cho em một cái sự tin tưởng gì đó thì cũng được anh. Ừ, đây được. Câu vậy sao vớt lại được ha. Rồi mình nói một chút xíu về tình trường của mình đi bạn gái. Em có hai mối tình sâu đậm nhất là mối tình 5 năm và mối tình 4 năm. Trời ơi. Yêu nhau 10 năm rồi. Ôi, yêu dài dữ vậy mà sao không dứt sớm sớm đi để đi kiếm người mới mà để anh chiên cái 4 năm, cái 5 năm, cái hết 10 năm cuộc đời rồi em. Lúc đầu cũng yêu nhau thấm thiết lắm mà, nhưng mà cuối cùng tự nhiên không còn nữa. Bây giờ mối tình này nếu mà yêu được thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Thuận theo tự nhiên thôi chị. Trời ơi, đừng có để cái 4-5 năm lâu lắm. Mình tìm ra được cái nguyên nhân mà
lý do gì đó mà hai mối tình nó dài. Đúng rồi, hai mối tình gần 10 năm mình phải rút ra cái kinh nghiệm gì chứ. Cái mối tình đầu là lúc đó còn trẻ anh. Còn cái sau là do cả hai đều nóng tính đó chị. Xong rồi anh kia thì nóng quá, em cũng nóng nhưng mà nóng vừa vừa. Rồi cái cuối cùng trong cái lúc mà dạ nóng quá thì mình có một cái quyết định không có được sáng suốt á chị. Lỡ rồi mình thì mình đi kiếm lại. Anh bên kia có nóng tính không anh? Anh cũng có em, nhưng mà mỗi lúc anh nóng tính có thể là anh không có nói, nhưng mà anh sẽ tìm một cái trong ăn uống hay là đi uống cà phê một mình, có thể là vậy. Tức nóng lên đi uống cà phê, nóng lên đi ăn uống. Bạn trai bên kia tình trường mình như thế nào? Chính thức thì em có một mối tình gì có từ chia tay này được 4 năm rồi. Quen lâu không mà chia tay? Quen được 4 năm. Trời. Lý do tại sao chia tay? Có một chút bên phần gia đình đó. Em cũng đã cố gắng nhưng mà vượt qua không được. Gia đình bên bạn gái hay là gia đình bên mình? Bằng dạ, gia đình bên gái. Trải qua cũng một thời gian dài, mình tuổi cũng không có còn nhỏ nữa. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích là gia trưởng hỏi ra là động tay động chân, không có chia sẻ chị. Bắt đối phương phải chịu đựng quá nhiều thì em không thích. Có khi nào bạn nghĩ là mình sẽ đánh bạn gái không? Dạ không, cái đó tuyệt đối. Đó là em nói từ nhỏ rồi. Cô này cũng rất là cá tính, nóng tính nữa. Nếu như hai người lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sinh sống ở đâu? Em dự định là sẽ ở tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Công việc của anh hiện nay ổn định? Dạ em cũng tạm ổn định. 38 tuổi là cũng lớn rồi đúng không? Em có cái tiệm đó, mua bán sửa chữa điện cơ đó. Đó là nhà mình luôn hay là mặt bằng thuê? Cái đó em đang thuê chị. Nhà người thì có lẽ là em cũng đang định hướng để mua. Bây giờ được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng tầm cỡ trên dưới 1 năm. Trên dưới 1 năm nữa là được ha. Dạ. Rồi, rất là đứng đắn, chững chạc. Còn em thì sao? Chào anh Quan, xem bạn gái thế nào. Chào anh. Chào em. Nếu như có một người đàn ông rất yêu thương em cũng yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng mà họ có một hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình em không đồng ý, vì thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái điều đó hay không? Lúc nào gia đình em cũng đồng ý hết á. Từ nhỏ tới lớn á, không đồng ý cuối cùng em thuyết phục cũng được. Nên em không có ngại vấn đề bên nhà em. Em có ngại quen một cái người mà họ đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế, nhưng với họ ý chí nghị lực rất là mạnh mẽ không? Có ý chí là được anh. Em thì em rất là chia sẻ. Nhưng mà nếu mà yêu thương người phụ nữ của mình thì đừng để cho họ phải chịu khổ lâu quá. Người phụ nữ cứ chia sẻ trong một thời gian quá dài thì mình đâu có cần cái gì phải cố gắng đâu. Thì vậy em không chấp nhận. Không phải không là tốt lắm. Phải có ý cầu tiến trong cuộc sống. Dạ đúng rồi. Anh này anh nghĩ rằng anh rất là quan tâm chia sẻ với người đó. Anh sống rất là nội tâm. Thôi bây giờ thì có lẽ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai chị đồng nghiệp với lại bạn của em. Chào em. Chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường. Trâm á, thì làm với em cũng lâu rồi, cũng khoảng 9 năm. Tánh của Trâm thì được cái là rất là thẳng tính. Không đúng cái gì thì sẽ nói thẳng hết. Em nghĩ anh là cũng khá là chững chạc và điềm đạm. Anh cũng sẽ biết kiềm chế để chia sẻ cùng với bạn bạn Trâm. Biết gọi là nhường nhịn chút xíu được rồi. Hai, cảm ơn bạn. Thằng trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một số người bạn của em. Mấy người bạn? Em chào chị Cát Phượng và chị anh Quỳnh Linh. Bạn Vương á, tính á, thì không cũng không nóng lắm đâu. Khi nào mà nóng á, thì bạn ít nói. Như thế em thì một người phụ nữ á, thì mình phải người mình là cơm sôi bất lửa, chồng dẫn bất lời. Mình phải người đầu tiên kiềm chế lại trước, rồi sau đó có chuyện gì mình ngồi lại với bạn đọc với nói với chuyện với nhau để nhận cái gì đúng cái gì sai. Còn bên bạn gái thì mình thấy cũng đẹp dễ thương, hai bạn có đến với nhau được thì cũng tùy thuộc vào vấn đề rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh, chúng ta kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Chúng ta có 2 phút thôi nha bạn nha. Bây giờ không khí cũng trầm lắng, anh nghĩ rằng bạn trai hãy hát một bài nào đó để gây ấn tượng với bạn nữ nào. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đáy cát cao sàn, lụa là gấm hoa vàng son. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận về nhau.
anh cho em hỏi là thí dụ như em với anh quen nhau đi mà ba má anh không có chấp nhận em điểm gì đó thì anh sẽ như thế nào? Cái này thì anh nghĩ chắc ba má anh không có vấn đề. Nhưng mà anh nói giả sử như ba má anh có nữa thì anh cũng sẽ tìm cách nào đó để thuyết phục. Cái quan trọng là anh cứ vợ cứ cho anh cái tìm hiểu em. Anh cho em hỏi là cái quan niệm của anh về tình yêu nó như thế nào ha? Từ lúc mà anh còn nhỏ là anh, cái tư tưởng anh là anh xác định quan là sẽ cưới. Cho nên là từ cái lúc mà 30 tuổi trở về trước là anh không có bạn gái. Anh chỉ còn chẳng qua là bạn bè. Còn sau 30 tuổi là bắt đầu anh muốn tìm hiểu. Trong không gian gia đình thì anh sẽ cần một người là cũng phải biết quan tâm chia sẻ. Mình phải biết làm sao để mà có cái điều tiết giữa hai bên để mình cân nhắc để cho anh đừng có xảy ra những cái gì nó quá đi quá xa. Em đính chính lại là hồi nãy em nói là em nóng tính, nhưng mà có nghĩa là trước đó là em sẽ là người chịu đựng trước. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải quan tâm chia sẻ và cái gì cũng phải chia sẻ với nhau hết. Chia sẻ. Cứ nói ra. Em thì em không có bắt đối phương chịu đựng em quá nhiều rồi, em cũng không có bắt là anh làm cho em cái đó, mà còn em thì cứ là người nhận không. Em thì có qua có lại. Cái bữa ăn gia đình đối với anh thì nó cũng hơi khá quan trọng. Cho nên là em biết nấu ăn nữa là rất ok. Nhưng mà anh có phụ người ta nấu không mà anh kêu người ta nấu? Anh rất sẵn sàng và điều đó anh làm rất là ok. Mình nên cái vấn đề là mình sẽ phát triển kinh tế trong tương lai thế nào để sau này còn có vợ có con, chỗ ở, lo cho vợ cho con nữa. Bởi vì cô này nói đúng đó, phụ nữ không thể nào chịu đựng khổ mãi, chia sẻ chờ lâu mãi quá được. Em thì hiện tại em đang sửa chữa, là em buôn bán trôi đổi thì cũng, nhưng mà tương lai em cũng đang sản xuất ra để mà phân phối cho đại lý, rồi đại lý phân phối tiếp. Được đó, cái sản xuất phân phối đó hay đấy. Em cũng đang làm và cuối có lẽ cuối năm nay em sẽ ổn định. Em cũng nghĩ vậy. Anh sẽ cho em một cơ hội và em cũng sẽ cho anh một cơ hội. Rồi. Đặt tay vào nút bấm đi. Rất rõ ràng, rất thẳng thắn, rất chân thành. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Suy nghĩ thật kỹ đếm nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Mình cũng phải nói là cũng lớn rồi ha. Chuyện tình yêu thì nó không còn gọi là lúc như lúc trẻ mà gọi là còn nông nổi nữa. Bây giờ mọi người đều có suy nghĩ chín chắn. Chúng ta cố gắng thực hiện những ước mơ, những khát vọng của mình. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn ban biên tập đã tạo cơ hội cho tụi em gặp nhau. Cố gắng lên đàn thai nha. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Thị Ái Thi, sinh năm 1995, em đang sống và làm việc tại Buôn Mê Thuột. Em đang làm việc gì? Dạ, em làm ở rạp chiếu phim Starlight. À, ở trên Buôn Mê Thuột luôn hay là... Dạ. Từ trên đó xuống đây đăng ký chương trình? Cái lúc em đăng ký là em còn ở trong này, em mới về đó mấy tháng thôi ạ. À, bây giờ về đó ở luôn á hả em? Dạ. Là quê mình ở đó. À, mời bạn nam giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và chào tất cả mọi người, quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Phước Anh Khoa, em sinh năm 1991. Em hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản. Em làm ở khu vực quận 9. Là quê mình ở đâu em? Dạ, quê em ở Quảng Nam, Đà Nẵng chị. Quảng Nam, Đà Nẵng. Bạn gái bên kia, công việc của bạn làm cụ thể là gì hả bạn? Dạ, em làm ở rạp chiếu phim anh ạ. Bán vé hay là mình xoát nhân vé viên xoát vé? À, rạp chiếu phim, vậy là khỏe rồi, có điều kiện mình coi phim rồi ha. Dạ. Thôi, nhưng bây mà bây giờ hai người ở hai nơi kìa. Cái chút xíu người ta sẽ tính của chuyện yêu nhau xa cách mấy giờ cũng gần đó mà. Thì em muốn quen người ở Sài Gòn để em vô lại đây sống với chị ạ. À, muốn quen người ở Sài Gòn để vô trở lại đây sống. Dạ. Trời ơi, hay vậy. Điểm mạnh, điểm yếu của em đi, bạn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, hòa đồng, vui vẻ, lại thích con nít. Còn điểm yếu của em là lúc em đói em hay quậu lắm, mà quậu thì em hay thích cắn, cắn đau lắm. Thường là em cắn ai, đó giờ cắn ai? Cắn ai ở chung với em là em cắn hết. Bạn trai có thích bị cắn không? Dạ, đôi lúc cắn cho nhớ chị. Cắn nhẹ nhưng mà cắn nhây á, cứ cắn hoài vậy á, nhưng mà cắn nhẹ. Rồi còn gì nữa không em? Dạ không ạ. Nhiều đó là hả? Cái đó là điểm yếu đó rồi đó hả? Hơi ham chơi một chút.
Đúng rồi, còn nhỏ nhưng mà. Nhưng mà tại vì em muốn quen một người nào chững chạc hơn để nắng em lại ạ. Em thấy bên bển sinh năm 91 là chững chạc chưa? Dạ rồi, tại vì em đang đi kiếm bạn trai sinh năm 91 hoặc 87. Em thích hai tuổi đó tại vì nó hợp với em ạ. 91 là vô rồi đó. 91 là vô rồi, hơi khỏe rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em sao? Thừa thắng xông lên luôn đi em. Dạ, em thì điểm mạnh của em là tự lập, em nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng. Dạ, hoạt bát, mọi thứ em làm được hết. Em có cái gì em quyết tâm là em sẽ làm được. Em được mấy mối tình rồi? Em được 2 mối tình anh. 2 mối tình, dạ. Lý do tại sao chia tay? Do là trong cuộc sống có những cái gia đình em nó thay đổi, có những cái xảy ra nó không mong muốn. Cũng gia đình bên kia họ cũng cảm thấy là trước đây thì nó muôn đăng hộ đối, tức là hai gia đình đều tốt hết, nhưng mà sau đó gia đình mình không tốt. Nói chung có sự thay đổi mà gia đình bên kia không đồng ý. Không đồng ý, dạ, nên cô bé đó không có quen em nữa. Người ta không cho quen thì cô bé đó cũng không quen em nữa. Tức là cô gái đó nghe lời gia đình. Cô bé có cũng nghe lời gia đình, cũng có lén quen em một chút xíu, khoảng 3 tháng sau đó là cô ấy phải nghe lời gia đình, tại vì gia đình chu cấp cho cô ấy. Còn em thời điểm đó là đang khởi nghiệp. Còn bên kia? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là quen hơn 4 năm. Trời ơi, 4 năm. Dạ. Cái người thứ hai của em là quen hơn 1 năm, tại vì cái người thứ hai của em là làm bên nhạc các chị. Nên ba má không thích, khi đi sớm về khuya rồi cứ ở nhà một mình hoài vậy sao, sau này mà cưới đó. Nên thôi, cái em cũng chia tay luôn. Chà, vậy anh này chắc ổn á, anh này làm kinh doanh là chắc được rồi. Nhưng mà ba mẹ em có đặt cái tiêu chí gì khi đến tham gia chương trình không? Có dặn dò gì trước không? Dạ không ạ. Chỉ cần sinh năm 91, hợp tuổi. Không, cái 91 với 87 là tự em đặt ra. Nói chung giờ em phải vượt qua hai cái ngưỡng này nè. Một là phải là 91 hoặc 87. Hai là ba má em phải chịu, em mới chịu, đúng không? Rồi dạ. Ngoài ra em còn cái tiêu chí gì nữa không? Muốn để tìm bạn trai. Em thích bạn trai tự lập, không có dựa vào gia đình có chính kiến nữa chị. Rồi. Em thích bạn trai... Anh ơi. Sao em? Anh biết làm việc nhà không anh? Anh biết chứ, tại vì anh ở một mình mà, thì anh tự làm rồi. Em chỉ biết nấu ăn thôi nha. Thì em nấu, anh rửa chén, anh lau nhà cho em được không? Vậy thôi đó hả? Thì nói chung là em cứ nấu ăn ngon, còn lại là để anh lo. Đó. Em hỏi bạn gái coi giờ em cần điều gì? Có điều gì em không thích? Bạn gái đi. Em không thích bạn trai nói nhiều, nói bậy. Nói chung là nói cái gì nên nói thôi chứ đừng có nói bậy quá. Em yên tâm, tại vì anh là gương mà, làm gương mẫu phải làm điều tốt không làm điều xấu đâu. Em đừng lo. Gương mẫu cho ai? Dạ cho nhân viên, rồi cho cho vợ mình tương lai, cho con mình. Hay. Vậy bạn trai đặt ra cái mẫu tìm bạn gái là người như thế nào nè? Em cũng tìm bạn gái sinh năm 91, 93, 93, 95. Vui vẻ, hòa đồng. Rồi bạn cũng khéo ăn, khéo nói. Như bạn bên kia em thấy bạn đó khá là khéo ăn nói. Em cảm ơn nha. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn là được rồi chị. Em thích cô ấy tự lập hơn. Thích cô ấy tức là sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho. Gái nào mà không thơm. Nói gì đâu mà thiệt. Bây giờ có cái điều gì em về ngoại hình, em có cái mẫu người lý tưởng gì không? Không khô, không hói, không bụng bự. Anh có hút thuốc không anh? Không, anh không hút thuốc, anh chơi thể thao nên yên tâm. Hỏi anh có hô không? Hô, hói, bụng bự dính cái nào không? Khó hết luôn á. Hô một đống luôn, bụng bự, bự chản luôn. Để chị qua coi. Dạ. Dạ chào chị. Cái này cũng kiểu như đang sang lắp mặt bằng rồi kia thôi ha. À, không, cũng giống anh Linh cũng chưa, nghĩa là mới cái vùng ven thôi. Vùng ven thôi, ở xa vậy. Nó cũng ấy lắm mà. Sao láng láng à? Nó gần gần ha. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 chị. Mặt mày thì sáng sủa, da dẻ rất là mịn màng. Thật trưởng phòng. Này rồi. Chắc ngồi văn phòng không, điều lính đi không quá phải không? Dạ. Dạ luôn hả? Bây giờ hơi xa chút xíu vậy mình hẹn hò sao? Nếu mà bạn đó ở xa vậy thì em sẽ cố gắng lâu lâu thì em sẽ lên thăm bạn đó, lâu lâu em sẽ nói bạn em xuống, anh dắt em đi chơi ở Sài Gòn. Lâu là bao lâu? Cô này đẹp lắm. Nói chung là một hai tuần là lên chơi 2-3 ngày. Bye bye. Vừa 2 tuần cái lên được chơi 2-3 ngày. Bạn này đẹp gái lắm, ráng lên đi cưng. Dạ. Ráng lên, mà có ghen không? Ở ghen xa vậy chị. Đâu có ghen không? Không, em nghĩ là hả, em cũng không ghen đâu. Tại vì do là mình khi mà quen á là mình phải tin tưởng và mình hãnh diện cái người mà bạn gái của mình. Được á, anh này được nha, giỏi, tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn chị. Được.
Được em, rất là có ý chí, vậy là ngon đó. Ngon, đằng trai thì ngon á. Được rồi. Bây giờ bà đàn gái qua phỏng vấn nhiều quá, nóng mặt luôn hả? Dạ. Đến qua phỏng vấn đàn gái rồi sao? Ta đẹp, nó có quyền. Thôi đừng ăn hiếp quá hả? Chứ đẹp hiếp quyền. Đẹp đẹp em. Đàn trai cũng hơi bị ngon lắm mà nha, đẹp trai lắm mà. Về Sài Gòn được không? Dạ được. Được hả? Mà em muốn ba má em á là nếu mà về Sài Gòn là phải cưới mới về, còn không có vô đó ở nữa. Tên lên thăm ảnh thì nhà cho đi không? Ví dụ lâu lâu về Sài Gòn chơi 2-3 ngày thì dạ, nhà cho có đi. Có chứ, bữa giờ em về đây về Buôn Mê mấy tháng, 3-4 tháng là em xuống lại 4-5 lần rồi. Tức là về được, đi lại được, không sao. Nhưng vấn đề giờ thí dụ như ba má em không đồng ý thì sao? Ba má em là sợ em khổ thôi, này đâu có cái gì đâu. Anh không có gì trơn hả? Sao em biết không có? Nghĩa là không có nhiều lắm á. Không có kỹ gì đâu á. Không, anh yên tâm, em sẽ thuyết phục được. Thôi được rồi, em thấy được rồi. Trai tài gái sắc đấy, được. Rồi. Anh thấy hợp lý. Nhà gái bữa nay đi có ai đi cùng không? Dạ, có hai bạn thân em ạ. Chào em, trời bạn cũng xinh quá. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trong trường quay. Em tên là Thu Giang, là bạn thân của Ái Thi. Bạn em có ưu điểm là rất là dễ thương, năng nổ, nhiệt tình, rất là lanh, nói chuyện hơi bị nhiều. Còn nhược điểm là hơi nhõng nhẽo, còn ham chơi. Nhìn thấy anh cũng phong độ, đẹp trai, tác phong chững chạc, công việc ổn định. Em cảm thấy là hợp với bạn em. Cảm ơn em. Bạn trai có đi với ai không em? Dạ em có đi với anh đồng nghiệp. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Sơn, cũng là đồng nghiệp của Khoa. Thì ở ngoài thì hai anh em rất là thân như là anh em trong nhà vậy đó. Đánh giá về Khoa thì em thấy Khoa là một người sống rất nguyên tắc và có trách nhiệm, bản lĩnh. Yeah. Còn về thì bạn nữ bên đây thì em thấy là những cái mà chia sẻ vừa rồi á, là em thấy là những cái gì mà bạn nữ đang có là cái mà Khoa đang muốn đi tìm. Cảm ơn em. Dạ dạ. Bây giờ là do hai bạn thôi. Cho đôi trẻ gặp nhau nha, cố gắng nha. Bây giờ là tuổi tác rồi là được hết rồi đó. Dạ. Cố lên. Được cái về Sài Gòn ở luôn. Chào em. Em chào anh. Anh bạn em. Em cảm ơn. Chào Ái Thi. Dạ. Em có nhớ tên anh không? Tên Khoa. Cảm ơn em. Tính ra anh cũng không có cao lắm. Anh nghĩ tầm ổn. Đứng lên lại cho cô nhìn kỹ coi. Ta quyết định đi bỏ núi xuống miền xuôi là quan trọng lắm. Dạ. Quay vòng cho cổ coi. Đó, được không em? Dạ rồi ạ. Rồi. Em ở Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ. Thì anh biết là đi cũng hơi xa nhưng mà anh nghĩ là khoảng 2 tuần một lần được không em? Dạ được. Thôi 1 tháng cũng được, anh lo làm đi anh. Anh sống nguyên tắc là nguyên tắc sao vậy? Thứ nhất là anh có một cái lịch làm việc cho cá nhân mình. Ví dụ như tối 3-5-7 từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ á, là anh đi tham gia đánh tennis. Anh sẽ không, cái thời đó anh cũng không có nghe điện thoại của em. Một tuần ta đi chơi, ta nói thứ bảy máu chảy về tim, thứ bảy ta để đi chơi bạn gái, thứ bảy em đi đánh tennis, bạn gái gọi không bắt máy là cái lý do gì? Đâu có, nó có lịch chị. Anh làm bất động sản, thứ bảy đi đánh golf để làm gì? Ở đó có rất là nhiều người liên quan đến cái việc kinh doanh của anh ấy, mà bỏ thứ bảy cho ta bỏ chuyện làm ăn rất là quan trọng. Thành ra thứ bảy nó quan trọng chỗ đó đó. Chị đúng ngày thứ bảy á, 6 giờ đến 9 giờ chị, em gọi hoài cho chị. Mà em xác định là đi đánh tennis xong là không có đi chơi với em đâu, đi nhậu cho coi. Đó, cái đó hai người tự trao đổi đi. Chị chỉ khơi ra vậy thôi, chiến tranh tụi em tự giải quyết. Đổi được không em, đổi được không? Dạ thì mình sẽ cố gắng. Ủa thay đổi. Ủa mà anh chỉ có mê tennis thôi hả, hay mê gì nữa? Anh hả? Anh cũng đi du lịch, đi ăn vặt, rồi đi xem phim. Còn ví dụ như là hả? Xe, game, điện thoại hay là cái gì nữa đó. Còn không, nhiều thứ để mê lắm, anh có mê tennis thôi. Thì anh chỉ mê cái đó thôi. Rồi bây giờ mình hỏi cái chuyện mà thí dụ giờ mình hợp nhau hết rồi, khoảng bao lâu nữa mình có thể kết hôn được? Em thì khoảng bao lâu, theo em khoảng bao lâu? Năm sau anh mà. Năm sau hả? Tại vì em muốn vô liền. Đối với anh cái gia đình nó rất là quan trọng. Anh muốn có một cái hạnh phúc, nó chọn cưới là cái người đó anh sẽ lựa chọn đến cuối con đường. Nếu như anh có một cái quyết tâm được đi nước ngoài như quen nhau á, thì em có sẵn sàng cùng bọn để gia đình ở Việt Nam mà đi với anh không? Chưa nghĩ tới, nhưng mà em chỉ xưa giờ em ước á là chụp hình cưới ở nước ngoài. Nhưng mà nói chung là có tình yêu thì đi đâu cũng được anh. Cảm ơn em, và đó rất là tuyệt vời. Rồi thôi, bây giờ nhắm mắt lại và suy nghĩ nói gì. Mời hai bạn. Nếu em là một giọt nước mắt trong đôi mắt của anh á, thì anh sẽ không bao giờ khóc.
Tại vì anh không muốn em rời khỏi anh. Chính xác, cảm ơn em. Suy nghĩ thật kỹ nha. Khi các bạn đồng ý bấm nút là các bạn đã trao nhau cái duyên trên sân khấu này trước mặt tất cả người thân, bạn bè của bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất nhanh. Không phải là muốn xuống thành phố là bấm đâu. Anh ấy cũng rất bản lĩnh và có cá tính đấy. Hãy nắm tay nhau đi bạn. Hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt này. Rồi, anh hôn em một cái nha. Dạ. Dễ thương. Cặp đôi này rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn ấy xem phim để có một không gian thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Gửi tặng các bạn. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn chương trình. Dạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Và đây quà tặng dành cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Rồi, cảm ơn anh. Mời cho em trai. Mời nhà gái. Mời em gái ngồi. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Nói lớn lên cho bạn gái bên kia nghe luôn nha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan, với lại chào các cô, các chú, với các bạn đang ngồi phía dưới ha. Dạ, em chào chị ạ. Em tên là Nguyễn Đình Kim, sinh năm 88, năm nay 35 tuổi ạ. Kim quê ở đâu? Dạ em ở Phú Yên. Kim làm gì Kim? Dạ em dạy học ạ. Em dạy về dạy đàn, dạy hát cho mấy bạn thiếu nhi. Dạy hát hả? Dạ. Thì là bạn học âm nhạc ra hả? Dạ đúng rồi ạ. À. Rồi mời nhà gái nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Nguyên Linh. Em tên là Phạm Thị Diễm Tuyết, em năm nay 32 tuổi. Hiện tại em làm công việc ở quận 8, Hồ Chí Minh. Mình làm công việc gì cưng? Dạ em làm kế toán chị. Rồi Tuyết có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ em nấu ăn cũng giỏi, ổn, hơi gọn gàng, hơi sạch sẽ xíu thôi. À. Dạ, khuyết điểm của em là em bị mù tịt đường đó chị. Ừ. Là em định hướng không có rõ, đúng không chị? Không sao, em giờ nó có Google rồi. Đúng rồi. Không vấn đề gì hết. Anh dạ. Trai, ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm là chắc là biết làm được mọi việc lặt vặt, biết chơi nhạc cụ, rồi yêu thích động vật, với lại rất là thích con nít. Bây giờ em nói chút xíu về đường tình duyên của mình đi Kim. Em thì có hai mối tình. Hai mối tình? Dạ, ngày xưa thì sinh viên năm 2 thì quen một bạn được 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em quen được 7 năm. 7 năm? Dạ. Trời ơi, hai mối tình là 10 năm. Dạ. Chứ mối tình 7 năm đó sao mà chia tay vậy Kim? Cái quan điểm của em á, thì sống làm sao mà không phải chỉ riêng mình là thôi, còn xung quanh còn mọi người, xung quanh người thân nữa, biết chia sẻ cho mọi người. Nhưng cái quan điểm nó không có, nó thống nhất được, cho nên là thôi. Trời ơi, mối tình dài quá, thấy tội nghiệp quá. Rồi, nhà đó là trích ngang đường tình duyên của nhà trai đó. Nhà gái đã nghe rồi, nhà gái bao nhiêu mối tình rồi cưng? Trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình đầu tiên của em là khoảng hơn 1 năm, gần 2 năm. Còn dạ. Mối tình gần đây nhất là của em là khoảng 4 năm chị. Em chia tay cũng được 4 năm nay rồi. Trời ơi. Dạ. Tại vì quan điểm của hai em và bạn đó không có tương đồng với nhau. Em thì hướng ngoại, còn ảnh thì hướng nội. Nên có xảy ra một tí xíu mâu thuẫn, và lúc đó em cũng lo công việc á. Tạm dừng chia tay tính bây giờ luôn.
Rồi vậy bây giờ em nói luôn về cái tiêu chí bạn trai của mình đi. Cao hơn em một xíu. Tại vì em cảm giác mấy bạn nam hơi cao một xíu, em được bảo vệ. Rồi để em chị Lan qua coi rồi, đúng không? Dạ em cao 1m62. 62 ha. Có thể chào hơn. Chàng trai. Dạ. Trời ơi đẹp trai quá. Cao mét nhiêu cưng? Chắc tầm khoảng 69-70. Được rồi. Cao hơn 63. Có cao hơn rồi. 62 rồi. Rồi em muốn gì nữa? Em muốn cái gì ở người bạn trai nữa? Biết lo làm ăn, phụ em chuyện gia đình. Em không thích bạn nam gia trưởng, không quan tâm em. Dạ, em không biết bạn nam bệnh có hút thuốc hay không. Em không thích không? Dạ, không thích. Không thích hút thuốc, có hút thuốc không cưng? Không hút thuốc, có nhậu không? Không bia luôn chị, không rượu. Không uống rượu bia luôn hả? Trời ơi. Chỉ uống được nửa lon. Người gì mà sạch sẽ quá vậy? Đã quá cần câu rồi. Ta chỉ có đàn hát thôi. Còn với em thì sao? Em mong muốn người bạn gái của mình như thế nào? Bạn gái thì dễ nhìn tí, vui vẻ nói nhiều. Chứ em thì ít nói lắm. Em muốn một người nói nhiều để cho sau này cái mối quan hệ nó vui vẻ. Bạn sống tình cảm một tí. Thí dụ đối đãi với lại gia đình hai bên ba mẹ đều hiếu thảo được rồi. Chị nghĩ là những điều đó bạn gái có hết. Tại vì bạn cũng đã trải qua hai cái mối tình cũng rất là sâu sắc. Yeah. Vậy nên bạn đủ cái kinh nghiệm để đối xử với là người lớn. Bây giờ mình hỏi về người thân đi. Rồi. Để cho nó rõ hơn. Đúng em rồi. Đi với ai? Em đi một mình em. Rồi có chú Quyền Linh lo. Yên tâm. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với anh em. Dạ con chào cô. Cô thấy nhà trai làm sao nè? Thấy cháu bên này thì cũng hiền, cũng được, thì cũng hợp. Thấy đẹp trai không cô? đẹp trai thua Quyền Linh. Đẹp trai thua Quyền Linh. Đẹp trai thua Quyền Linh. Mình có năng lượng để mình quay chưa? Mình có năng lượng quay chưa? Quay lại luôn đi. Lỗ mũi nở quá rồi. Lỗ mũi nở quá rồi. Đó. Rồi, dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn. Bây giờ mình coi hai đứa nó gặp mặt nó nói chuyện coi sao hả cô ha? Dạ. Rồi, mở rào. Cỡ ha. Bắt đầu đi em. Cô gái Vĩnh Long xinh xắn ha, dễ thương, chàng trai Vũng Tàu cũng đẹp trai phong độ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Để em gửi anh. Rồi, cảm ơn. Ngoài cái món quà này thì anh có xin được phép cô, con xin được phép hát tặng cho bạn nữ một bài hát. Xin mời cô với hai MC với các bạn. Rồi, anh xin hát gửi tặng em một bài Mãi Mãi Bên Nhau ha. Em là ai giữa cuộc đời này? Em từ đâu bước đến nơi đây? Làm tôi say, làm tôi khát khao, cho nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương? Đừng ai chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ đường say đôi. Sau cả nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta dần hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra đua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Sẽ mãi chất chế cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yếu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Bây giờ em có thể đàn cho em gái Vĩnh Long hát được không? Dạ được. Dạ em biết hát bài Công Chúa Bung Bóng, nhưng mà em xin phép hát một đoạn nhỏ thôi nha. Rồi. Dạ. Càng đàn nàng hát. Đứng gần gần nhau nào cho nghe dễ nghe nè. Ngày xưa rất xưa anh có một nàng công chúa hồng nhiên như mây trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng. Em quên lời mất tiêu. Em xin lỗi. Không sao à, đâu phải là nghề mình đâu mà sợ em. Mai mốt về chàng trai tập cho cô gái hát ha. Chị nghiêm túc nói với em, nếu ngày hôm nay em không bấm là chị hốt. Nếu ngày hôm nay em không bấm là chị hốt.
Trời, tôi trả sân khấu cho hai bạn, tôi cũng không mồi cho hai bạn nữa. Hai bạn muốn làm gì thì làm, không bấm là biết chết chị gì. Không bấm là biết chết chị gì. Mà mối bị kỳ. Thôi cho em phải lạ quá. Gu gu gu, mai gu, mai gu. Người ta chưa gì chơi mới muốn giành mối rồi. Mời bà ngồi im. Rồi hai người ngồi vị trí. Tôi kìm mà mối này cho. Em ơi, bên đó không bấm thì để chị bấm. Bởi các bạn ở xa nhau đó, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người Vũng Tàu đó. Trước mắt thì chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau thôi. Mình hẹn lịch trước rồi mới có thể anh ở dưới anh lên. Dạ. Có tính với nhau là một tuần gặp nhau bao nhiêu ngày không? Chắc là khó. Tại vì ở dưới đó chị, em đi làm suốt. Em dạy ở trung tâm rồi đi dạy ở các cái trường đó, với lại cái trường mấy bạn nít nhỏ em không thể bỏ lớp đi được. Thứ bảy chủ nhật thì sao cơ? Thứ bảy chủ nhật thì có thể trong hè thì em sẽ rảnh, còn qua hè thì thứ bảy chủ nhật thì em lại dạy nhiều. Vì thật ra chị thấy là Sài Gòn với Vũng Tàu nó không có xa. Dạ. Nên nếu mà cố gắng, nếu mỗi tuần chúng ta gặp được nhau thì nó sẽ bền hơn trong một cái mối quan hệ, và nó sẽ giúp cho tụi em hiểu nhau được nhanh hơn. Nên là bây giờ nè, nhà trai thì hơi khó khăn một chút xíu trong công việc, bởi vì đó là công việc giảng dạy. Và đặc biệt bạn này rất là thích trẻ con. Thì với công việc của em thì như thế nào? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn thì em nghĩ là khoảng cách không phải là vấn đề với em. Mình dạ, vẫn có thể chủ động được mà, phải không em? Dạ được chị. Bây giờ em trai bước tới em gái đi. Nào, bước tới. Em gái đứng lên. Hai bạn nắm tay nhau nào. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Anh mong muốn thì có một người cùng với anh đi đến cái phần đường còn lại. Được như vậy thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm mọi thứ để giữ mối quan hệ này. Lúc đầu á, em nghĩ là em là người hiền, nhưng mà lần đầu gặp anh, lần đầu tiên em thấy anh còn hiền hơn em. Em hy vọng là sau này hai người hiền sẽ gặp nhau. Rồi, về vị trí đi các bạn. Những cái gì chúng ta nói đó là lịch sử tình yêu không thể xóa được. Nếu mình cảm nhận đây đúng là một nửa yêu thương mà mình cần tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì bấm ngay cái nút đó. Mà bấm thì phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau. Dạ con chào bác ạ. Sắp tới thì con xin phép bác cho con với lại em Tuyết có thời gian tìm hiểu để quen nhau ạ. Dạ, con cảm ơn bác nhiều. Con hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho Tuyết. Dạ. Rồi. Những gì các bạn hứa ngày hôm nay, những gì các bạn nói với nhau ngày hôm nay thì chị Ngọc Lan hy vọng rằng là các bạn sẽ giữ mãi cho đến sau này luôn. Cùng nắm tay nhau đi đến hết cái đoạn đường này nhé. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Mình là Trương Văn Mau ở Hậu Giang. Năm nay sinh năm 1979. Rồi giờ hiện nay anh đang làm gì? Hôm nay đang làm công ty xây dựng ở quận 7. Bây giờ anh ở quận 7 với ai? Ở với sếp với anh em bằng chung. Mời nhà gái. Xin mời nhà gái nè. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị chào khán giả. Mình tên là Phùng Thị Thu, năm nay mình 40 tuổi. Công việc của mình buôn bán tự do. Mình đến từ Hưng Yên và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thu ở quận mấy Thu? Dạ em ở Thủ Đức anh ạ. Em buôn bán tự do thôi anh. Dạ em vừa bán ở nhà vừa bán ở chợ ạ. Bán mặt hàng nào chị? Mình cung cấp thực phẩm ở chợ. À dạ. Chị Thu là có ưu điểm khuyết điểm gì không? Ưu điểm của mình thì
khá là nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ. Còn khuyết điểm lớn nhất của mình là hơi nóng tính. Buôn bán mà. Đúng. Buôn bán thì hay cái gì cũng phải nhanh, cho nên là thành ra là nóng tính. Ưu điểm, khuyết điểm của anh Mau là gì? Luôn đặt công việc là hàng đầu, làm rất uy tín. Ví dụ như giao cho em công việc đó là em phải hoàn thành. Anh tên Mau mà nói hơi chậm chút. Anh tên Mau mà nói hơi chậm chút. Dạ, anh có thể nói rõ ràng, rành mạch cho nhà gái nghe được không? Khuyết điểm là gì? Điểm như là nói chậm, dễ tin người với mà đi đường, đường đi một lần là không nhớ. Ở Sài Gòn đi 5-6 lần là không nhớ. Cái đó không sao cả. Ừ. Bây giờ mình có Google rồi. Có nhậu nhẹt không? Không, ít à. Chỉ có hút thuốc thôi, ngoài ra mấy chuyện khác là không nhớ chuyện gì. Hút thuốc ngày mấy gói? Ngày đêm gói. Ngày gói? Ngày đêm. Ngày đêm là gói. Trời. Đêm hút luôn đó. Đang ngủ. Sao đêm anh không ngủ mà anh hút thuốc gì vậy? Ngủ hết được nhiều lắm, 3-4 tiếng, 5-6 tiếng vậy đó hả? Sao vậy, anh bị mất ngủ hay sao? Dành thời gian hút thuốc. Thấy cảm thấy buồn thì không có ngủ được nhiều. Không, chắc là anh không có niềm vui đó. Giờ có niềm vui thì chắc là ok thôi. Mà có, bỏ bớt thuốc đi. Nói chung là 3 năm nay là hầu như chưa thấy được vui vui được ngày nào mà thấy. Sao nỗi buồn nó dây quanh anh dữ vậy? Đôi khi đi làm chỉ uống nước ngọt thôi, không có ăn được. Không ăn được luôn hả? Còn thời gian gần đây mới ăn để đỡ được. Thấy hình thể là hiểu rồi. Anh bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình. Cụ thể nó như thế nào? Mối tình dài nhất là bao nhiêu lâu? 18 năm, 11 tháng. Gì 18 năm, 11 tháng là sao? Anh nhớ chính xác luôn. Trời đất. Dạ, mang thiệt. Sự kiện gì vậy? Là như hai chồng sống nhau mới lâu đó thì cái đi Sài Gòn làm cái có vợ, cái vợ có vấn đề cái... Trời ơi, vậy là anh có vợ rồi hả? Anh đã kết hôn rồi. Anh có con chưa? Có một đứa con chung 6 tuổi. Lúc mà ra tòa thì vợ giao con bên đây rồi, không biết nghĩ sao đó, giờ xin nuôi lại tiếp. Hèn chi 3 năm nay hút thuốc không. Giờ mới thấy thân phận làm ông 7 nổi 3 chìm, 9 lên đơn. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Tôi đồng cảm với số phận đàn ông á mà. Đồng cảm gì mà ngược đời quá à. Đừng buồn nữa nghe. Bây giờ mình sắp sửa có một cái cuộc sống mới với lại một cái người phụ nữ mới. Hy vọng là cái người phụ nữ này sẽ giúp cho anh lấy lại được giấc ngủ nè, giúp cho anh bớt buồn nè, giúp cho anh bớt hút thuốc nha. Chào em gái. Dạ chào anh. Câu chuyện bên kia nó buồn. Đường tình duyên mình sao nè? Dạ, tình trường em thì em chỉ có một mối tình duy nhất với ông xã của em. Nhớ kỹ không? Ngày tháng năm không? Không, em không có nhớ kỹ vậy. Tại vì cuộc sống nan nọn quá, em quên luôn rồi. Đúng rồi. Cuộc sống tất bật vô sinh mà ông kia cũng nhớ được hay thiệt. Chị có con không? Và con chị đang ở với ai? Em thì có hai bé. Một bé lớn năm nay 19, bé nhỏ 16 rồi. Lớn rồi đó. Dạ. Ở với ai? Dạ, hai bé đều ở với em hết. Hai chồng chia tay lâu chưa? Không, ông xã em mất 11 năm rồi. Ôi. Mấy tháng mấy ngày rồi ha? Vừa tròn 11 năm một tháng. 11 năm một tháng. Thấy phụ nữ không mọi người? Cái ngày hạnh phúc họ không mới nhớ cụ thể, nhưng mà cái ngày mất, cái ngày xa nhau, cái những cái ngày buồn là họ nhớ rất là chính xác. Vậy là ông xã mất lúc mà chị gái là còn trẻ, cũng mới có... Lúc em mới 29. Mình nuôi con tới giờ luôn đó hả? Thấy hai thằng con trai cho nên thôi cũng cố ở vậy nuôi cho các cháu nó trưởng thành. Trời ơi, một sự hy sinh của người phụ nữ. Thì đối tượng để mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này như thế nào? Em chỉ cần trước mắt là gặp nhau có một chút cảm tình, cũng biết san sẻ, chia sẻ công việc và chăm lo các con. Điều quan trọng nhất là phải thương yêu em thật lòng. Ngoại hình gì có... Ngoại hình thì nói chung là cao hơn em là ổn. Anh mỏng lắm. Màn hình LED nó hơi mỏng. Chắc lươi tốn cơm hả? Chắc lươi tốn cơm hả? Dạ đúng rồi, chị mà về mà chị vỗ béo là hơi tốn ấy. Không thích cái tật xấu gì của đàn ông? Em thì đàn ông thì nói chung là không ai được hoàn hảo. Nhưng mà em không thích đàn ông là thứ nhất là cờ bạc,
Thứ hai là hút thuốc. Đơn rồi. Đơn rồi. Giờ trong anh tôi rồi. Ngày đêm gói. Có cờ bạc không? Không anh. Hút thuốc có không? Có. Đêm ngày gói đúng không? Dạ đúng. Bỏ được không? Được. Anh khỏe không? Khỏe đấy. Ba năm nay có ăn được gì đâu mà hỏi khỏe không? Lo lắm. À, hai bên nãy giờ mình nghe hết rồi ha. Thôi bây giờ mình gặp người thân. Đúng rồi. Chị gái đi với ai? À, hôm nay mình đi với cả chị gái, em gái và hai đứa con. Trời ơi, hai đẹp trai ta. Mẹ tụi con số 1 luôn. Đại diện gia đình đây. Dạ, em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Từ bấy giờ chúng em ở dưới thì thấy hai bên chia sẻ những cái cuộc sống trong những cái câu chuyện trong cuộc sống á, thì từ bấy chúng em cũng rất là đồng cảm với cả bạn ở bên này. Em cũng mong rằng là hai bên cho nhau cơ hội để mình có thể là tiến xa nữa, hoặc là mình cũng chỉ là dừng vào cái mức là tình bạn. Em thấy bên nhà trai thì cũng thấy hơi nhút nhát mà thì thôi thì cố gắng. Sao tụi con thấy chú làm sao nè? À, con chào chú Quỳnh Linh, con chào cô Ngọc Lan. Chú nói chung là chú cũng hiền. Chú hợp tiêu chí con, tại vì con không thích ai về nhà chửi con, mắng con lắm. Còn con ngoan không? Nói chung là mấy năm nay thì mẹ con nói chung là cũng tâm lý, cũng không mắng nhiều, nên là con cũng hơi quen với lại cảm giác đấy. Giờ mà có người mắng nhiều nó cũng hơi khó chịu một tí. Hey, chú gặp con mà chú không khoanh tay nữa con. Cái này là tụi con cũng lớn rồi. Mẹ con vậy là số 1 rồi đó. Cũng kiếm cho mẹ người để tâm sự ha con ha. Dạ vâng ạ. Được dạ. Không? Dạ dạ được ạ. Con đồng ý. Dạ vâng, con đồng ý. Mẹ con vui là được. Thôi mình mở rào đi. Cho hai người gặp mặt đi. Mở rào. Mạnh dạn lên nào. Coi chừng xíu. Dạ em cảm ơn. Em có chút quà nhỏ tặng anh. Cho anh. Dạ. Cho anh hỏi chứ em nói ở chỗ hiện đại em ở là chỗ kêu bằng. Dạ em đang ở dưới Thủ Đức ạ. Em ở gần chùa Ưu Đàm. Chị Thủ Đức không? Thủ Đức có phải gần cầu Súng Củ gì không? Phải. Dạ không. Em ở ngay cầu Bình Triệu thôi. Anh biết cầu Sài Gòn không? Liên lần không nhớ. Chắc không nhớ gì đâu, mà cũng không biết gì đâu nhớ. Ở đâu ở có một chỗ đúng không? Đúng. Trước đó thì cũng 4 năm mà đi chợ được 3 lần rồi. Ở 4 năm đi chợ 3 lần người ăn đâu? Bà xã đi mua rồi. À, anh giặt đủ quần áo đúng không? Gia đình thì làm tạm tạm được. Còn ở ngoài thì giao gì làm được nữa. Nhỏ nhỏ chứ có vỏ. Hít đất nổi không? Thôi 3 năm ta không ăn rồi đừng kêu ta hít đất. Đừng làm này được không anh? Không nổi ra khỏi đi ha. Nói thôi chứ. Bây giờ nhà mình đang làm công việc gì? Kinh doanh tự do. Buôn bán. Buôn bán, đúng rồi, em cung cấp thực phẩm các thứ. Tính toán là được không? Tính thì hơi dễ chứ buôn bán. Chứ chạy xe máy giao hàng này kia được dạ không? Dạ thôi ạ, đi một lần không nhớ đường thì thôi ạ. Thôi ạ, giao tới chừng... Đi một lần chưa nhớ đường nhưng đi nhiều lần sẽ dạ, nhớ. Dạ không ạ, hàng người ta cần đi gấp, giao gấp ạ, thực phẩm ạ. Giao, một người bán người giao là được rồi, từ từ quen thôi. Tiến tới xa hơn, em về sống quen được không? Bây giờ em cũng chia sẻ với anh như thế này. Em thì không có quan trọng là người quê ở đâu, nhưng mà em quan trọng nhất là phải sinh sống và lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì em không thể nào về quê theo anh được. Rồi anh có giờ... theo em được thì ok. Đó. Bây giờ về quê làm gì nè, anh nói coi. Cha với mẹ thì ví dụ như lập gia đình thì sẽ cắt nhà liền. Ba mẹ làm gì? Làm ruộng chăn nuôi. Bây giờ thí dụ giờ mình ở đây mình phụ chỉ bán kiếm tiền, người ta có cơ sở ở đây rồi. Nói như chị vậy, theo em thì được. Thương một tình yêu đủ lớn thì có thể được. Ờ, à, anh tiến tới anh nắm tay chị đứng lên cái coi. À. Cho anh nắm tay. Không phải bắt tay. Nắm hai tay. Ôi. Sao anh? Nắm tay của anh. Nhẹ nhàng thôi nha. Rồi. Anh có biết ca hát gì không? Chắc một chút đi. Thì thôi anh nhân tiện đây anh hát tặng em và cả chương trình bài hát nào đó đi. Ca cổ liên khúc đi. Rồi. Anh hứa với em khi chúng mình nên duyên nên nợ,
thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Cao thắm trầu xanh ra thêm đượm thêm nồng. Buổi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ trên con đê dài thon thót đôi chân. Nhưng em không sợ nắng vàng làm heo lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dối mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa. Cũng ngọt ngào chứ ha, cũng ngọt ngào đó. Bây giờ chị gái đối đáp lại đi. Em tặng anh bài thơ đi. Tặng anh và cả chương trình bài thơ Tùng và Cúc. Anh mạnh mẽ như Tùng, em mong manh Cúc dại. Cúc lép vào Tùng khoe sắc vàng con gái. Tùng vươn cao những tán xanh vững chãi, mong chở che Cúc khỏi nắng gắt mưa dầm. Có thể là trăm năm, có thể chỉ là thoáng chốc, có thể không duyên tơ tóc, có thể chút lợ muộn màng. Cảm ơn đường đời thanh thang đã cho chúng mình gặp gỡ. Cảm ơn nụ cười rạng rỡ những ngày còn ở bên nhau. Xin hết. Hay quá. Tuổi này là cần phải mạnh mẽ hơn nữa để đối mặt với tất cả những điều đó. Mình hãy để tay vào nút bấm đi và đưa ra quyết định cuối cùng. Nãy giờ mình có thể đùa vui để mình quên đi một cái câu chuyện buồn đã trôi qua, nhưng bây giờ mình hãy lắng lòng mình lại. Nếu thấy đây là cơ hội mình có thể chia sẻ với nhau để có một người bạn tri kỷ, tri âm, cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời, thì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian. Chị không bấm. Thật ra Linh cũng biết điều đó ngay từ đầu rồi, nhưng mà Linh vẫn trong lòng ước gì, mong rằng. Nhưng thực sự nó đã diễn ra đúng như những gì mình suy nghĩ. Sẽ có người bấm nút cho chị, cũng sẽ có người bấm nút cho anh ấy. Đừng lo, nửa mảnh ghép còn lại nó ở đâu đó trong cuộc sống này. Đến lúc nào đó nó sẽ ghép đúng vào chính chúng ta. Chúc anh chị sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Em tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà dữ rồi nha. Quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Minasan konnichiwa. Hajime masite. Watashi wa Lon desu. Kotoshi ni zero kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc của mình? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade. Đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em thay thường là tặng quà handmade ạ. Em còn có biết làm thơ nữa. Em có thể hôm nay đến đây á, thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ ạ. Rồi, xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu. Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Anh trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em thích võ thuật, thích nghiên cứu những cái món ăn á, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Em có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhún nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. Anh có chịu nấu ăn cho em không? Chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà.
Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ, giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu gấu ngủ đông. Người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Người hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn á cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ em nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi, cũng dễ thương. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, tại vì lý do khách quan ha. À, bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm mà. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết. Dạ đúng rồi. 7 năm đơn phương một người. À, khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là ha ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên, thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói? Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm và chăm sóc cho em, cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hói, nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Chết rồi em hói sao anh? Hơi hói, hơi có khả năng hói. Mập ốm thì không thành vấn đề, mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Cái tính keo kiệt và bủng xỉn. Em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả, lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em á, thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Ghen là đương nhiên phải có chút chút tại yêu mà. Nhưng mà yên tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi sao được bà. Tự nhiên là ngược ngạo vậy. Ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt, ảnh không thể nghe điện thoại được mà không thể gặp em được luôn. Không, nếu như mà ảnh ngủ kìa, còn nếu mà ảnh đi công tác thì đương nhiên là ảnh sẽ nói. Người ta đi công tác, người ta đi làm về, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ ren, người ta không nghe. Điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác, để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. À, khó hàng chi thiệt á. Trời là trời. Khó quá thì bớt cái khó ra được không? Được, nếu như mà ảnh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao người ta yêu mình được rồi nha. Thôi, anh thấy đàn gái cũng dễ thương á. Nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. Năm cái sau gì? Dạ lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. Chứ để lâu được không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ. Rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Em sẽ chăm sóc ba mẹ, nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi. Ba mẹ phải dạy em. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ. Ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi. Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. Đang mở mắt hả? Mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tuổi gì thầy? Sorry, giờ dễ thương lắm, tôi mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ nếu như được thì năm sau cũng được chứ. Năm sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ em như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ em này đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ. Nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Để em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là ích kỷ quá, hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc tôi nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng của em sao, nãy giờ chị chưa nghe? Dạ cái mẫu người lý tưởng của em thì em cần người bạn gái biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Cái người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau này thôi.
Được không em? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình nữa. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì Dượng và bạn thân của em ạ. Chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Cát Tường. Dạ, con chào dì. Dạ. Thấy bạn bên đây cũng dễ thương, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Chứ mới gặp thì cũng chưa có biết. Rồi, cảm ơn dì. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Dạ, chào dì, à, chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con. Mẹ là nấu ăn giỏi lắm. Để sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Yeah. Hay quá. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói đó, có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá chị. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Thầy anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. Cảm ơn. Trời, anh, múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở tay nè. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Nói ra. Dạ, có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Múa côn liền. Cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Dạ là... Được hả? Múa côn về bảo vệ bạn gái được rồi đó. Em có cái bệnh là bệnh mù đường á. Không có nhớ đường đi. Nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi. Em muốn đi đâu là anh có Google Map dẫn đường luôn. Tại anh cũng mù đường như em mà. Nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm. Thứ nhất để lo gia đình. Thứ hai là anh sẽ để dành số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta. Dữ dữ. Sói ca nha. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh. Và anh chỉ trả lời có hoặc không. Bà này bà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. Câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Cảm ơn. Dài bây giờ mấy lần rồi. Dài ha. Anh cũng có đặt câu hỏi với em. Em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? Câu này để từ bàn tay tới trái tim nha anh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Phục cuối chương trình anh sẽ biết. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau, có bữa cơm gia đình nó nghi ngút. Anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm. Và không anh sẽ đi chợ luôn đi về, hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần này nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng. Có con cũng vui nữa. Anh chỉ anh... vậy thôi. Anh thích sao mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Sinh đôi đi anh. Cũng được đó, đứa nhất mình sinh một, đứa hai sinh đôi. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Thật sự anh rất là thích trẻ con. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ.
giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó, biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em phần nào đó vào những ngày ấy. Em có yên anh tâm. Có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung, giống như đi chơi chung, làm mọi thứ với một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó với anh là không không được. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ, đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á. Thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi. Còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu với một người thôi. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống rồi nói chuyện, hay là giận quá không nói chuyện. Nhưng rồi mình cũng phải nghĩ về cái quãng đường của mình đã bước đi như thế nào, thì mình sẽ cố gắng hàn gắn lại với nhau. Chứ không phải là giận quá thôi tôi đúc đơn ghi là gì, hay là tôi chán ghét anh quá tôi yêu người khác rồi như đó. Hay là mỗi khi mình buồn quá mình kiếm một người khác tâm sự và mình yêu người đó luôn. Anh không chấp nhận được. Vậy nếu như mà em làm gì đó sai á, nhưng mà em không nhận lỗi trước á, thì anh có chấp nhận là nhận lỗi trước không? Thì tất nhiên là người con gái khi mà họ làm sai họ ít khi nào nhận lỗi trước lắm. Ủa sao đàn gái hỏi hoài vậy? Tại đàn trai. Để đàn trai hỏi chứ, cho đàn trai hỏi chứ. Hỏi đi em. Dạ. Hỏi đi cho ưu tiên đàn trai hỏi chứ. Theo như em á là những cái em thấy anh công việc vậy á, em có thấy áp lực lắm không? Em có hay có thấy sợ không? Anh là bảo vệ bình an cho đất nước thì em thích, chị em chỉ lo sợ là anh gặp nguy hiểm thôi. Dạ, rồi anh cảm ơn em rất là nhiều vấn đề đó. Trước khi có vợ có nghiên cứu gì lấy vợ không? Dạ có, em nghiên cứu về phụ nữ sẽ khi mang thai họ như thế nào, họ sau khi mà sau khi sinh ra họ như thế nào. Cái đó em biết hết anh. Rồi gì nữa? Rồi những vào những ngày ấy là họ cần cái gì? Ngày ấy là ngày gì? Ngày ấy là cái ngày dâu á chị. Dâu là ngày gì? Em khó nói quá. Chị cái này ai cũng biết là chị cứ hỏi gài ảnh hoài. À thấy chưa Binh, thấy chưa? Rồi. Rồi. Gì mà Binh nữa cô? Bây giờ á là mỗi người nói một câu mình cảm nhận thật về nhau thế nào. Em thấy bạn gái là người rất là thật thà, là có sao nói vậy em rất là thích. Em thấy anh cũng rất là hòa đồng, cũng biết quan tâm. Rồi xong. Bây giờ mình nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình nó có rung động thật sự hay không. Bấm nút là bấm đúng với cái sự rung động của trái tim mình, đừng vì chuyện gì khác cả. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm nút chậm vậy? Em ấn nguyên bàn tay mình không vô vậy, phải chọn nó mới vô. Ghê chưa? Duyên phận đã tới rồi, mình phải nhanh gọn lẹ nha, đừng có chờ hoài tới chừng chọt cái mất tiêu luôn á. Không. Ngại mà chị. Phép đi. Xin phép gì vậy? Hôn bạn gái con gái. Không hôn mà mắc cỡ. Con cũng xin phép mẹ với gì con. Nụ hôn đầu tiên. Ê ê ê ê. Nụ hôn đầu tiên hôn sao cho nó đúng đó nha. Nào, thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình nãy nói mạnh mẽ lắm mà. Nào. Đó. Nó phải vậy ha. Thôi, hai đứa thấy hợp nhau đó nha. Sớm sớm đi, anh thấy được đó. Thôi mời em. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. À. Em chào quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia ạ. À. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. À. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. À. Quê em ở Nghệ An ạ. À. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương. Giọng Nghệ An luôn hả? Giọng Nghệ An anh ơi. Dễ thương quá hả? Giọng này nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu. Dạ dạ. Thôi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành thật thà,
siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Có điểm yếu nào không? À, điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu hả? Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Em trai có điểm mạnh gì không? À, thì điểm mạnh mẽ có. À, nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ con không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ con em có một cái điểm mạnh khác có thì... tài lẻ gì không á, ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt rất hay, chắc hát hay lắm á. Đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát, nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn rồi, nữ. Đúng rồi. Dạ bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa, với lại thích biết làm đẹp. Ừ, đẹp dạ. Là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn, cùng phòng, nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. À, dạ. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, 2-3 mùa đã dùng, em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ yêu đơn phương cũng có, những mối tình vu vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Mà sao không chọn được ai hả? Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều á chị. Thế nên là không có thể tiến tới được á chị. Rồi vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn hò rồi. Thì đi uống nước rồi đi ăn vậy. Có nắm tay chưa? À nắm tay thì có rồi chứ mà. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ. Khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Mẫu hình của người vợ người hả? Vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ đâu chị gái. Hai chị gái, hai giống gái. Như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn. Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là cao như thế. Dạ, về tính cách. À, tính cách sao? Dạ. Tức là chung thủy, vậy là luôn chăm lo cho gia đình. À. Dạ. Em thích người như vậy ạ. Thích người như vậy đúng không? Dạ. Rồi, rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Không hôi, dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều dạ. Khi hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? À? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi, 1m65 trở lên được rồi, không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi, chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nói luôn đi. Khô khan quá, tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Không thích bạn trai làm văn phòng? Dạ, tại vì hơi khô khan á chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt á. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ được ạ. Được rồi ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á chị. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô tâm dạ. Thì anh bao với em là anh không có đâu. Ừ. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Đó. Đàn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao em. Nhưng mà em chào chị ạ. Có bao manly không? Dạ manly theo như em hiểu thì là
phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu chè vậy. Bậy bậy bậy. Thì cái đó em không có. Còn nếu về về men thì chắc em có. Rồi men không? Men không? Men thì chắc có là men. Men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%. Dạ, nhưng mà nói men ly thì em không có. Ờ, mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết. Vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. À, dạ. Nên mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, à, em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau, trong người mình cảm thấy như thế nào? À, thì em thì ước gì mình cũng như vậy. À, dạ. Có rần rần trong người không? Dạ, có. Có ha, dạ. Rồi, cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng, 1 năm, dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? À, em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để hiện tại thì không? Em đang có dự dự tính là thì cùng lập nghiệp đã ở đây, và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ, còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. À tốt, còn, mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức vậy dạ. Là quá tốt rồi, mà sao mặt láng quá vậy? Dạ, ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. À, da dẻ em hay chăm sóc. Dưỡng này. Kem gì không? Kem thì em không ạ. Còn không, em muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị. Gái đẹp là bình thường mà, anh em trai da đẹp lắm. Ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Chứ tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. À, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em thân. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền. Nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đất cho em biết là anh có men không à? Rồi làm luôn đi. Được được, làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, coi chuyện ập mặt dưới à. Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được, đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Bạn trai đi với ai? À, em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. À, hai chị gái mà nè. Dạ, chào gia đình ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này thì ngoại hình cũng chuẩn. Mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Còn em trai em hiền lành, thật thà, chăm chỉ, việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Đến với chương trình thì em thấy là cặp đôi này cũng hợp, nên em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá. Rồi, cảm ơn chị. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ là các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi, kéo rèm. Rồi. Dạ. Em chào anh ạ. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. À, cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào? Có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ, em thấy anh khá đẹp trai.
À vậy à. Cũng có cảm tình. À, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? À, anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng mà thùy mị có duyên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? À, quan điểm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. À, em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. À, những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nhưng rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Ông nhân, gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng với 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? À, theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đóng. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về em mà hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Rồi em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buồn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. À, em cũng phải hơi rung rung. À, em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên rồi, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Rồi xuống đây em. Dạ. Nói chung theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây, về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Đây là một cặp đôi rất là xứng đó ha. Bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Rất dễ thương, suy nghĩ thật kỹ nha. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3
Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Xin phép nhà gái hôn đi. Anh xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo à. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên phải hôn kỹ lại chút xíu nữa. Hôn dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, rồi à, chào bạn trai. Bây giờ hãy giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình nha. Em tên gì? Em chào chị Cát Tường. Chào các quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Rồi, nói lớn lên bên đây mới nghe được nè. Em tên Đào Trung Kiên. Em sinh năm 1988. Em đang hiện đang sinh sống trên Lâm Đồng. Lâm Đồng. Vâng. Ồ, và trên Lâm Đồng xuống đây quay hình luôn. Em mới xuống hồi sáng sớm nay. Ồ, vậy hả? Rồi mình tính ở chơi bao lâu? Nếu mà cả hai cùng bấm nút thì xem chơi thêm ngày mai nữa. À, còn không bấm nút, bây giờ liền hả? Chắc tối nay em về rồi. Ồ, vậy đó hả? Rồi, hy vọng là em sẽ có dịp ở lại thành phố Hồ Chí Minh chơi một ngày quý vị nha. Rồi bây giờ mình đang làm công việc gì Kim? Hiện tại em đang kinh doanh, em làm bánh tráng. Bánh tráng mắm ruốc. À, kinh doanh bánh tráng mắm ruốc. À, mình đông người làm không? Người trong gia đình em làm. Trong gia đình đông anh chị em không? Em thì có 4 anh chị em. Em là đầu. À, chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên Lan. Dạ, em sinh năm 88 luôn. Em quê ở Gia Lai. Quê ở Gia Lai? Hiện tại mình đang sống và làm việc ở đâu? Lúc trước thì em làm ở Bình Dương. Còn em mới nghỉ việc, em mới về quê. À, ở Gia Lai mình đang sống với ai cơ? Với ba mẹ. Ba mẹ hiện tại giờ có đang làm công việc gì không? Dạ không. À, vậy trước đây thì em làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng. Rồi mình có dự kiến về kế hoạch gì sắp tới chưa? Ăn Tết xong thì em về Bình Dương làm lại. Nhưng tại sao em lại chọn Bình Dương? Tại em thì ở đó nhiều công ty Trung Quốc. Em thì em biết tiếng nên nó dễ hơn ở Sài Gòn. À, làm em biết tiếng Trung. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em gái là gì nè? Điểm yếu chắc là em ít nói. Còn điểm mạnh thì có lẽ em dễ gần với mọi người. Còn Kiên, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mạnh của em thì biết làm việc nhà, nội trợ em làm được. Nội trợ trong nhà được? Vâng. Sao chị hỏi thiệt là cái khâu mà làm bánh tráng, mắm ruốc là khó không? Cái mắm, cái bánh này là nó khâu nào nó cũng có cái khó của nó. Em là người đầu tiên làm bánh này. Em là người đầu tiên làm? Vâng. Có nghĩa là cái bí kíp đó là quen. Bí kíp đấy là có một gì em chỉ lại. Gì mất rồi cho nên là em tiếp làm tiếp đi. Có nghĩa là giờ là trong nhà là em là chùm đó không? Em làm đầu tiên. Mình bán một ngày là khoảng, mình bán lẻ hay mình bán sỉ? Em vừa bỏ sỉ bỏ lẻ. Một ngày vậy là mình bán được khoảng bao nhiêu bánh? Cũng tùy, chỉ có ngày 1.000 cái, có ngàn ngày mấy trăm, có ngày hơn 1.000. Nhưng mà vậy cái này là mình bán trên đó thôi đúng không? Em bán đi, bán đi mấy... Bắc Trung Nam rồi. Ồ, thơm ngon hấp dẫn. Rồi, tình trường thì sao? Trước giờ Kiên trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Ấn tượng nhất chắc là mối tình đầu của em. Em quen được chắc 6 tháng. Rồi, mối tình đầu thì ngắn ngủn vậy? 6 tháng hả? Sao chia tay? Cái bạn đấy cũng ở xa với em. Em là trên công tâm đúng không? Lâm Đồng. À, Lâm Đồng đúng không? Còn bạn ấy, bạn ở đâu mà xa? Hóc Môn. Ồ, thành phố Hồ Chí Minh. Em thì em vẫn đồng ý gặp nhưng mà bạn đấy chắc là có người khác cho nên là chia tay. Rồi mối tình cuối cùng gần đây nhất là hồi nào? Gần đây nhất là hồi sau Tết thì em cũng quen một người, cũng có một người con rồi. Rồi sau này ở đây đi làm xa cho nên là xa mặt cách lòng rồi. Sao em nãy giờ chị nghe em, chị nghe kể toàn xa mặt cách lòng không vậy? Người ta thì cũng ở gần nhưng mà quen một thời gian người ta mới làm xa. Rồi cuối cùng là quen được bao lâu? Hơn nửa năm. Hơn nửa năm. Đó giờ có mối tình nào trên năm chưa?
chưa thì... Trời ơi, em bị dính lời nguyền hả em? Muốn năm, sáu tháng không thôi phải không? Lần này cố nha, dài rồi tiến tới hôn nhân luôn ha. Ví dụ bây giờ tìm được người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Thì em thì khoảng 6 tháng, 1 năm. 6 tháng, 1 năm, đồng ý. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Em thì chuẩn bị sẵn sàng. Rồi lấy nhau về thì mình dự kiến là ở đâu? Ở chung với bố mẹ luôn hay là mình ra em riêng thì... hay là mình như thế nào? Em sẽ ra riêng. Ra riêng, rồi ai làm bánh tráng? Dạ, có thể làm riêng cũng được. Dạ hỏi để cho bạn gái mình cũng nghe luôn. Rồi còn em gái thì sao nè? Tình trường của mình trước giờ như thế nào? Dạ em có 2 mối tình. À bao lâu gần mối tình đầu tiên bao lâu? 11 năm. 11 năm mối tình đầu tiên. Trời đất ơi, là em quen từ lúc nào tới lúc nào? Năm bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi? Từ lúc còn đi học cấp 3 cho đến khi mà em học đại học đi làm. Mà sao không tiến tới được hôn nhân em? Mối tình đầu đẹp quá mà 10 năm trời đến 11 năm. Sao thôi với nhau? Thì lúc đầu em quen là ba mẹ em không có biết. Rồi bạn đó có lên nhà thưa chuyện rồi xong rồi. Lúc đầu là bạn... do em là đạo Thiên Chúa thì nhưng bạn đó là đạo Phật nên nó khó. Không hẳn là gia đình em không đồng ý mà là em không muốn. Ngay từ đầu em quen em đã biết không cùng tôn giáo rồi sao em để gì tới mười mấy năm? Ngay từ đầu bạn đó là nói là theo em. Nhưng rồi sau đó mẹ người ta đồng ý mà ba người ta lại không đồng ý. Nó cứ lấn cấn nên thôi em không quen. Thì ý chị nói là bắt đầu gia đình xen vào và lấn cấn á thì bao nhiêu lâu nữa mới chia tay? Chắc cũng 2 năm mấy. Có nghĩa là em quen gần cả chục năm rồi lúc đó mới dẫn về gia đình hai bên? Gia đình người ta biết mà gia đình em không biết. Trời ơi, mà sao quen gì cả chục năm mà không đưa người ta về nhà chứ trời. Cô này cũng ngộ nữa. Rồi hồi chị còn nhỏ chị quen bạn trai là chị đã đưa về cho ba mẹ chị thẩm định ngay từ đầu rồi. Để được không được gì ra đầu gia đình nói trước chứ đâu mà quen tao cả chục năm mới dẫn về. Rồi cả chục năm dẫn về cái cuối cùng không hợp cái chia tay. Bởi vậy rút kinh nghiệm nha. Lần sau là ngay từ đầu đỡ mất thời gian. Nhưng mà rồi thôi chị không nói em cũng phải rút kinh nghiệm nữa. Tại vì cuộc đời đâu có nhiều cái 10 năm đâu em. Cái thôi chứ cái nữa tiêu à. Rồi cái mối tình thứ hai là quen được bao lâu? Quen được gần 1 năm. 1 năm là lý do sao chia tay? Bạn đó về Trung Quốc, bạn đó là người Trung Quốc. Bạn đó người Trung Quốc thì có ảnh hưởng gì không? Lý không, lúc đầu là bạn đó tính qua đây lập nghiệp. Nhưng rồi về rồi bạn đó không có xác định qua đây nữa. Mà kêu em về cưới rất về bển. Nên em không quyết định về đến đó. Trời ơi, cái số cô này sao lận đận dữ vậy? Người thì khác đạo, người thì khác nước. Có đạo gì không? Có, em cũng đạo Thiên Chúa. Rồi, đầu tiên cùng đạo Thiên Chúa. Ok. Ở cái Lâm Đồng, Gia Lai gần nhau. Ok, được chưa? Là cái đó là ổn rồi đó nha. Là chương trình đã chọn cho em là những cái mà trường hợp trước đây của em là đã loại bỏ rồi đó. Giờ chỉ quan trọng là tính cách của hai người, tình cảm hai người có được hay không thôi nha. Làm thu hồi hộp quá, cực luôn á. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao tầm 1m68 đến 1m75 đổ lại là được rồi. Này, tầm 1m67, 1m68 à, đúng không? 1m6. 1m6 à hả? Chết cha, thôi kệ, nhưng mà bây giờ ta cùng đạo, cùng nước mà có tiền nữa. Bỏ vô quá qua bên đi. Bây giờ muốn đẻ con rồi múc con cao cho con uống sữa nhiều vô. Dinh dưỡng tốt, không sao hết. Rồi gì nữa, ngoài chiều cao còn gì nữa? Không có bụng bự. Không có bụng bự. Liên lạc chị Tường mua sản phẩm giảm cân, hơi bự xíu. Còn gì nữa? Không có đầu hói. Hên quá. Không có đầu hói, ok, gì nữa? Không hút thuốc. Không hút thuốc không? Em không. Còn gì nữa không? Vậy thôi. Vậy thôi phải không? Chị thấy vậy là ta tương đối ổn rồi đó. Còn em? Bạn gái cao từ 1m50 đến 1m6 là được. Cá tính một tí. Rồi. Nói nhiều một tí. Rồi. Người biết đối nhân xử thế. Ví dụ như giờ lấy vợ về mà vợ không muốn ở nhà phụ mình làm bánh tráng, vợ vẫn muốn đi ra công ty làm việc rồi này kia bình thường được không? Không được. Có hình ảnh gì không? Đây có. Em có hình ảnh gì không cưng? Rồi cho chị Tường mượn ta. Dạ. Được. Này là dịp gì với em? Sinh nhật em. Sinh nhật em á hả? Sinh nhật của ảnh á, lựa đi coi ảnh là ai trong đó. Trời ơi, trùng hợp vậy. Sinh nhật đó không biết sinh nhật ai, lựa đi coi có ai, cô cổ trong trọng. Em cao mét mấy cưng? Dạ em cao 1.5m. Cao 1.5m, bên đây cao 1.6m. Đó, hai người tự kiếm nhau đi. Em nghĩ chắc là bạn này. No. Hình này sinh nhật ai đó em? Sinh nhật em. Sinh nhật em. Đó, ơi, sinh nhật em, bên đây sinh nhật ảnh. Sao em đoán là anh đó vậy? Thì hồi nãy vô nghe nói chuyện. Rồi, cầm ảnh lên và chúng ta sẽ so sánh với con người thật bên ngoài xem như thế nào nha. Xin mời các bạn hướng mắt về cửa trái tim.
đúng không? Em đoán sai. Sinh nhật rồi thì người ta phải ngồi chính giữa chứ. Wow. Bên đây đoán đúng á. Bên này sao? Không có quà. Nãy giờ thì tôi dẫn chương trình mà tôi phân tâm với cái mùi. Không có quà tại. Mắm hút lắm nha. Phân tâm với cái mùi. Không có quà tại. Mắm hút lắm nha. Chào anh. Có cái bánh này là bánh anh làm. Anh làm bí quyết đó. Coi mai mốt về phụ bán bánh tráng này. Bán đồ ăn vặt giàu lắm luôn á. Em cũng có món quà. Rồi anh cảm ơn. Món quà gì á Cương? Dạ bình giữ nhiệt. À, lý do tại sao tặng ảnh cái bình giữ nhiệt? Thì trời ở trên em thì hơi lạnh. Ồ, một món quà rất là ý nghĩa ha. Bây giờ thì lần đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của em như thế nào? Giống như cái tiêu chuẩn của em lựa chọn người mũm mĩm một tí. À vậy hả, em thích vậy hả? Vâng. Wow. Thế còn em, cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Dạ, không có giống em tưởng tượng. Không giống em tưởng tượng, em tưởng tượng sao? Thì nghĩ bạn ấy là ốm quá. Hồi nãy tôi nói rồi mà, liên hệ giảm cân, liên hệ gặp chị Tường rồi mà. Tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi với nhau đó, cũng còn toàn giống nhau nè. À, qua rồi đều là những cái người trẻ năng động cùng tuổi nữa. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là ngon chuẩn bị sẵn cho hai bạn rồi. Xin mời, chương trình đã chuẩn bị. Chừng Tết phải có cặp. Như vị ngon phải nhân đôi. Aji ngon cho món Tết đậm đà vị đầu, ngon lấu hậu vị. Có Aji ngon, Tết ngon nhân đôi. Rồi, bây giờ thì mời hai bạn ha, vừa thưởng thức bánh ngọt, uống nước, rồi trò chuyện tâm sự với nhau cho nó thoải mái, tìm hiểu nhau một chút. Rồi ý định trong tương lai ra sao, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Chúc hai bạn tự nhiên ha, ngon miệng. Anh đi. Ở nhà em đông chị em không? Nhà em có 3 anh em. À, em là thứ mấy? Em là giữa. Em có đi lên Đà Lạt chơi bao giờ chưa? Em mới đi về cách đây chắc nửa tháng. Sau này mà nếu mà có tiến tới được ấy, thì ví dụ em có để ý là công việc của em là em nhất định xuống Bình Dương làm hay là phải? Thực ra công việc thì ở đâu cũng được. Nhưng mà em thì chuyên về tiếng Trung nên em muốn tìm công ty Trung Quốc thì nó sẽ dễ dàng hơn cho em. Gần nhà anh cũng có công ty Trung Quốc, cách cỡ khoảng 2-3 cây số à. Là anh dự định là lập nghiệp ở quê luôn hả? Anh thì hiện tại thì anh vẫn ở quê, còn sau này cũng có thể đi được. Tại vì công việc nó cũng đơn giản. Nếu như mà mình mà có thể tiến tới được ấy thì em dự định là bao lâu thì sẽ kết hôn? Nếu mà được, em với anh cứ tìm hiểu. Cảm thấy mình, khi nào mình cảm thấy đủ đầy hợp thì mình có thể tiến tới. Anh đã xuống Sài Gòn này khi nào chưa? Hay là hồi giờ anh chỉ ở quê thôi? Anh cũng xuống cũng nhiều. Trước đây anh, tại anh cũng có đi bộ đội rồi cho nên là anh đi cũng nhiều. Em ăn thử bánh tráng, anh làm thử. Dạ. Hồi giờ em cũng chưa ăn khi nào. À vậy. Dạ. Em là Gia Lai Kon Tum. Dạ. Kon Tum anh cũng có gửi qua. Bên Đắk Lắk cũng có. Nếu mà được thì sau cuộc hẹn này anh mời em đi chơi ở thành phố. Dạ. Thì ở thành phố này em cũng biết nhiều. Nếu mà được thì em dắt anh đi. Bố mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bố em thì gần 60. Mẹ em cũng hơn 56 tuổi. Sẽ cũng bằng. Sao không ăn gì trơn vậy? Rồi ăn bánh tráng thấy sao? Có đem cho tôi cái dư cái nào cho tôi không? Em cũng có chuẩn bị cho chị Tường một phần. Có không? Có. Chắc rồi nha. Không thôi là tôi mai mối không thành đâu đó. Rồi đùa thôi. Rồi hôm nay hai bạn đi xuống đây. Để em gọi cho mẹ em. À, gọi cho mẹ. Ok, gọi cho mẹ. Chứ tính hỏi là hai người đi có người thân đi theo không? Mà nghĩ xa xôi quá chắc không đi đâu. Hôm nay mẹ em diễn văn nghệ trên nhà thờ ấy. Vậy hả? Vâng, cho nên là. Rồi mẹ biết là mình hôm nay đi xuống này để mà ghi hình đi tìm bạn gái không? Rồi đâu gọi mẹ thử coi. Giờ này là mẹ đi nhà thờ về chưa? Tối mẹ em đi diễn. À, để hả, tối mới đi diễn hả? Rồi em gọi thử coi. Ba đó hả? Bố luôn hả? Dạ, con chào cô chú. Cô chào, Cát Tường. Cô chú khỏe không? Cô thì bây giờ cũng khỏe rồi. Cô chú sáng nay đang làm gì đó? Cô vừa ở ngoài chỗ nướng bánh về. À, rồi cô biết con trai mình bữa nay đi đâu không? Lại đi
đi tìm tình duyên. Đi tìm tình duyên, dạ. Con hy vọng hôm nay mà cô con trai đi tìm tình duyên rồi, cô ở nhà cô có cầu nguyện gì không, mà cô có trước khi đi cô có dặn dò gì không vậy? Thì bây giờ thì dặn thì cô chẳng biết dặn gì. À, bây giờ thì làm sao mà cái đến mà nếu mà gặp được người mà cái người thật lòng với mình ấy thì dễ, cái gì cũng dễ, nếu mà cái thật lòng là nó dễ vượt qua được mọi thứ ấy. Dạ. Rồi giới thiệu bạn gái bữa nay cho mẹ coi. Đừng nói chuyện với mẹ, giới thiệu mẹ đi. Đó, đi qua bển nói chuyện, đứng đó nói giống như chị nói chuyện với em vậy đó. Dạ con chào bác. Ở nhà con đâu ạ? Nhà con ở Gia Lai. Tên nhà con đi đạo gì? Dạ con cũng đạo Thiên Chúa. À vậy hả? Dạ. Thiên Chúa cái gì dễ đấy. Có một cái dễ, em có dễ. Thế anh Kiên, thế anh Kiên như nào? Dạ cũng dễ thương. Nhưng mà có đúng người mà mình đang tìm chưa hay như nào? Dạ chút xíu nữa là biết à. Hai em mới trò chuyện, mới nói chuyện với nhau chút xíu à cô. Để hai em tâm sự thêm xíu nữa con mới hiểu được. Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con sinh năm 88. Chị năm 88 chứ bằng tuổi với anh kia nè. Dạ. Bằng tuổi cũng được đâu có sao. Dạ. Nghĩa là sao hợp nhau xong rồi mình thật lòng với nhau thì nó dễ. Dạ. Dạ con cũng hy vọng vậy. Dạ bữa nay con cố gắng hết sức nha, để con làm mai mối cho cặp đôi này nha. Nếu có tin vui thì con báo cho cô hay nha. Dạ con chào cô. Rồi con cảm ơn nhiều. Rồi con chúc cô sức khỏe nha. Rồi đưa điện thoại đây cho tôi. Tạm biệt mẹ đi nè. Rồi con tạm biệt cô nha. Tạm biệt cô nha. Con chào. Dạ. Hay ha, ông nhận vô hỏi mấy câu đầu tiên là thấy trúng ý vậy, cho nói được không có mẹ em ở đây á, chứ nếu mà có ba mẹ em ở đây chắc cũng hỏi cậu y chang, cậu này y chang con có đạo gì không. Rồi bây giờ cho có hai câu hỏi dành cho hai bạn nha. Rồi đọc lớn lên yêu cầu trong này rồi mình thực hiện nha. Bạn trai đọc trước. Hãy tưởng tượng hai bạn hẹn nhau đi chơi. Bạn nam đến muộn, bạn gái giận dỗi, và bạn nam sẽ dỗ dành như thế nào? Đó. Chà. Bước qua bên này. Rồi đưa cái này đây cho tôi. Bước qua bên đây. Em dẫn nha. Đó, rồi bây giờ xử lý sao đây? Thôi cho anh xin lỗi tại nhiều khi đi xe nó bị trục trặc cho nên là nó bị trễ. Cho anh mong em là bỏ qua. Nhưng mà lần sau anh đừng có tới trễ nữa nha. Anh lần sau anh sẽ cố gắng. Trời đất, anh nói tại anh đem bánh tráng xuống cho em mà đường dằn quá anh chạy chậm anh sợ bể bánh tráng cho nên anh tới trễ. Rồi đọc luôn câu đó. Bạn trai hãy nắm tay bạn gái và nói lời yêu thương tạo niềm tin. Rồi xin phép bạn gái cho nắm tay bạn gái đi, cái này đứng lên được rồi đó. Cho anh nắm tay. Tuy là chưa hiểu nhiều về nhau nhưng mà anh cũng muốn là có một cơ hội để cho chúng mình tìm hiểu nhau nhiều hơn để có thể sẽ tiến tới hôn nhân. Mong em là không từ chối nghĩ của anh. Có món quà gì tặng bạn gái không? Bây giờ mình hát bài đi, tặng bạn gái đi. Cho anh hát tặng em một khúc. Bài bài Vì Đó Là Em. À, tuyệt vời. Mời em. Anh hơi run. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Trời ơi, đang hay mà. Ôi đang hay, tự nhiên hay không em? Dạ hay. Ôi công nhận cái giọng ở trên miền núi ha, giọng ấm vang trầm ghê. Sao hát ít vậy? Dạ. Hát ít vậy? Nắm tay đi. Em có thể hát tặng anh một bài không? Em có thể hát tặng anh một bài nào mà em thích nhất. Em hát tặng anh cái bài mà em mới nghe ngày hôm qua. À. Rồi mời em. Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu mong ước cao sang. Em không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà, người yêu đã cắt xa hoa lụa là gấm nhung vàng soi. Trời ơi, được rồi, về chỗ, về chỗ.
Trời ơi xỉu luôn á, cặp đôi này về mà ta nói buồn buồn, hai đứa ngồi hát với nhau không thấy cũng hạnh phúc nữa. Trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi chọn cách đối mặt với thử thách bằng năng lượng tích cực. Red Bull năng lượng tích cực, hút tung thách thức. Anh gái hay không em? Hay. À, hai giọng, hai người, hai thể loại, một cái tình cảm ướt át, một cái trữ tình lãng mạn, tuyệt vời. Rồi bây giờ quay lại với chương trình của mình, thật ra là có những cái trò chơi như vậy để cho các bạn có cái cơ hội tiếp xúc với nhau, để gần nhau nhiều hơn. Những cái gì cần nói mình cũng đã nói được rồi, và nãy giờ mình cũng tìm hiểu được những cái thông tin, cũng nói chuyện với người lớn, mình cũng trực tiếp gặp mặt rồi, mình sẽ có những cái cảm nhận. Tại vì Tường biết ở tuổi của tụi em cũng ba mấy tuổi và ai cũng có những trải nghiệm trong tình yêu rồi, khó có thể mà nhìn một cái mà yêu liền hay là rung động liền. Tuy nhiên là chúng ta có thể nhận xét bằng cái lý trí, có nghĩa là nếu mình cảm nhận đây là một cái người có tiềm năng, và nếu mình cho cái cơ hội để tìm hiểu thì biết đâu mình sẽ nắm bắt được cái hạnh phúc của mình, thì mình đừng bỏ qua cái cơ hội này. Bởi cuộc sống nó rất là nhanh, nó rất là vội, và có những người họ đến với chương trình họ đã lấy nhau và họ đã sống rất hạnh phúc. Thì bây giờ chị Tường nhiệm vụ chỉ là cái cầu nối thôi, còn cái quyền quyết định hai bạn có nắm bắt cái cơ hội này hay không là quyền của các bạn nhá. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền nhẹ nhàng lấy tay ra. Rồi xin mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi tim tôi nó thót lại luôn á. Sao không đồng ý vậy? Tại lúc đầu nghe ảnh chia sẻ ảnh nhiều tình trường mà ngắn quá, em nghĩ ảnh chưa đủ chín chắn đâu. Trời ơi người ta ngắn làm gì, em dài chứ em chín chắn quá ha. Trời ơi người ta ngắn người ta không chín chắn, em dài em chín chắn ghê vậy. Cái dài hay ngắn nó không phải quan trọng, cái đó là cái nhân duyên của mỗi người. Tại vì bây giờ ảnh đâu có chủ động được, tình yêu nó phải từ hai phía. Ví dụ như em quen một người mười mấy năm, em đâu bao giờ em nghĩ chia tay. Tại vì nếu em đã nghĩ chia tay em sẽ không có bắt đầu. Em quen người đó là em đã nghĩ là mình phải tiến tới hôn nhân, em mới bỏ cả cái tuổi thanh xuân của mình, cho em phải luôn hy vọng. Cho nên mọi thứ mình mong muốn là một chuyện, mà cái nhân duyên là một chuyện khác. Và thật ra mình sống đến từng cái tuổi này, giai đoạn này, mình phải hiểu được cái mọi thứ là có người sắp đặt, nhưng mà phải có ông trời sắp đặt nữa. Chứ chị thấy là đây là một người rất là có tiềm năng. Thật sự trong lòng chị nghĩ tụi em rất là xứng đôi. Mà quan trọng là bây giờ em tìm một người mà cùng chí hướng, cùng đạo, cùng đường rất là khó luôn, thật sự luôn. Vì thôi có thể là ông trời sắp đặt các bạn không có duyên thì cũng là chịu. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cũng hơi buồn nhưng mà cũng không sợ. Thôi thì rất là tiếc, nhưng mà chị Tường cũng chúc cho hai bạn sẽ có được những cái niềm vui trong cuộc sống, và hy vọng là cái tình duyên đích thực, cái người bạn đời của mình sẽ đến với hai bạn trong thời gian sớm nhất nha. Wow. Cảm ơn hai em rất nhiều. Rồi mời hai bạn đứng lên. Buồn lắm luôn. Tường nghĩ rằng mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng sẽ có cùng một cái cảm xúc giống như là các Tường vậy. Có một chút gì đó tiếc nuối cho cặp đôi này đúng không các bạn? Nhưng mà thôi, đó là quyền của họ, chúng ta phải trân trọng. Bây giờ chị Tường gửi tặng em gái một món quà. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, thất bại rồi, thôi thì chúng ta sẽ cố gắng vào những lần sau quý vị nha. Bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi, các Tường xin chào quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media.